CSGO xin được chào các bạn. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Bốn câu thơ huyền thoại trong bài thơ Lời Người Bên Sông của tác giả Lê Bá Dương, một cựu binh quân giải phóng từng tham gia những trận đánh khủng khiếp nhất năm 1972 tại dòng sông Thạch Hãn Bi Hùng, đã cho thấy sự khốc liệt đến cùng cực của chiến trường Quảng Trị, được biết đến là khu vực chiến sự chủ yếu trong mặt trận Trị Thiên Huế, mặt trận chính của năm 1972 đầy khói lửa. Cũng xin được nhắc lại, sau khi xác định rõ mục tiêu chiến cục 1972, các bên tham chiến đều đã lên phương án rất tỉ mỉ, đưa những đơn vị hùng mạnh nhất vào trạng thái sẵn sàng. Và cũng cần biết rằng, chính trong giai đoạn này, Tổng thống Nixon đã chỉ đạo phải cung cấp tối đa trang bị và vật chất cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa càng nhanh càng tốt. Với việc Mỹ viện trợ thêm hàng trăm trực thăng chiến đấu và chở quân, hàng chục máy bay vận tải, hàng trăm máy bay phản lực, hàng chục tàu tuần tra cỡ lớn, hàng nghìn vũ khí chống tăng, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, pháo mặt đất, hàng nghìn xe tải, cộng thêm lượng vũ khí khổng lồ của khoảng 38.000 lính Hàn Quốc để lại khi rút khỏi Việt Nam do nhận thấy chiến sự trở nên ác liệt ngoài tầm kiểm soát, cùng với đó là những vũ khí khí tài có từ trước, đã giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa sở hữu lực lượng không quân lớn thứ tư và lực lượng lục quân lớn thứ năm thế giới xét về số lượng trang bị. Mặt trận Trị Thiên Huế năm 1972 có không gian bao trùm toàn bộ phần phía Bắc vùng 1 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa, được trấn thủ bởi quân đoàn 1, chiến trường chủ yếu tại tỉnh Quảng Trị. Chiến trường Thừa Thiên Huế chỉ có hoạt động quân sự lớn vào khoảng thời gian giữa chiến dịch tại hai bờ sông Mỹ Chánh và các cứ điểm vòng ngoài khu phòng thủ cố đô Huế. Khu vực Quảng Bình, Vĩnh Linh và khu vực phía đông tỉnh Savannakhet thuộc Lào là hậu phương trực tiếp của quân giải phóng. Khu vực Huế, Đà Nẵng là hậu phương trực tiếp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Không gian chiến dịch còn mở rộng ra khu vực ven biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nơi có dàn pháo hạm hạng nặng của Hải quân Hoa Kỳ yểm hộ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vùng biển này cũng là nơi đối đầu giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và đặc công nước phía quân giải phóng. Tương quan lực lượng tại chiến trường Trị Thiên Huế, quân giải phóng huy động cho mặt trận này ít nhất 7 sư đoàn bộ binh, bao gồm sư đoàn 304, 305, 308, 312, 320B, 324 và 325, các trung đoàn bộ binh độc lập số 6, 48 và 66, hai trung đoàn công binh 229 và 249, 6 tiểu đoàn đặc công, hai trung đoàn tăng thiết giáp 202 và 203, 4 trung đoàn pháo mặt đất 38, 45, 84 và 164, hai trung đoàn phòng không 376 và 377, 4 trung đoàn pháo cao xạ 241, 243, 250 và 280 phối hợp cùng trung đoàn tên lửa phòng không 236. Chỉ huy mặt trận bao gồm đại diện quân ủy trung ương Thượng tướng Văn Tiến Dũng, tư lệnh mặt trận giai đoạn đầu là Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, giai đoạn sau là Thiếu tướng Trần Quý Hai. Đây là mặt trận tập trung nhiều binh lực nhất của quân giải phóng trong năm 1972. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa huy động tại đây bao gồm hai sư đoàn bộ binh 1 và 3, sư đoàn thủy quân lục chiến với sự tham gia của 4 lữ đoàn 147, 258, 369 và 470, 4 liên đoàn biệt động quân 1, 4, 5 và 7, sư đoàn dù với sự góp mặt của lữ đoàn dù số 1, 2 và 3, liên đoàn 81 biệt kích dù khét tiếng có nhiệm vụ tìm diệt các lực lượng đặc công quân giải phóng, 5 thiết đoàn 1, 11, 17, 18 và 20, 4 trung đoàn pháo binh, 1 liên đoàn không quân. Tư lệnh mặt trận giai đoạn đầu là Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, lúc đó là tư lệnh quân đoàn 1, phụ trách vùng 1 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa. Giai đoạn sau, từ tháng 5 năm 1972, do để Quảng Trị rơi vào tay quân giải phóng, tướng Hoàng Xuân Lãm buộc phải bàn giao lại quân đoàn 1 và vị trí tư lệnh mặt trận cho Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Như vậy, tại mặt trận Trị Thiên Huế, sự đối đầu ở cấp tư lệnh chính là sự đối đầu giữa hai trung tướng phía Việt Nam Cộng Hòa với hai thiếu tướng phía quân giải phóng. Nếu xét về quân số và trang bị, quân giải phóng tham chiến lúc đầu có khoảng 45.000 quân chủ lực, sau đó được chi viện liên tục, nâng con số tổng cộng toàn chiến dịch lên trên 120.000 quân chính quy. Ngoài ra còn có khoảng 60.000 dân quân du kích. Trang bị hạng nặng toàn chiến dịch của quân giải phóng có 156 trọng pháo, 136 xe tăng, xe thiết giáp. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ban đầu có khoảng 50.000 quân chủ lực, sau liên tục tăng cường và tổng toàn chiến dịch là hơn 140.000 quân chủ lực, cùng với đó là khoảng 98.000 quân địa phương và lực lượng bảo an. Trang bị hạng nặng toàn chiến dịch của Việt Nam Cộng Hòa có hơn 500 trọng pháo, hơn 750 xe tăng, xe thiết giáp cùng hàng trăm máy bay. Không quân và Hải quân Hoa Kỳ có 6 tàu sân bay, 5 tàu tuần dương,
hơn 1.000 máy bay chiến thuật và 100 máy bay ném bom chiến lược B-52, tổng cộng ném tới gần 330.000 tấn bom đạn, tập trung chủ yếu ở khu vực thành cổ Quảng Trị. Giai đoạn 1, quân giải phóng tấn công với chiến dịch Bão Táp. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1972, chiến dịch Bão Táp 1 chính thức bắt đầu. 4 trung đoàn pháo binh quân giải phóng đồng loạt pháo kích các vị trí của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Trị suốt 1 giờ. Đến 12 giờ 30 phút, từ hướng Tây, trung đoàn 27 phối thuộc sư đoàn 320B đánh chiếm Đầu Màu. Các đơn vị thuộc sư đoàn 304 đánh chiếm cứ điểm Tân Lâm, Sa Mưu, Ba Hồ và Động Toàn. Tại hướng Bắc, trung đoàn 48 thuộc sư đoàn 320B và trung đoàn 102 thuộc sư đoàn 308 vượt sông Bến Hải tấn công Cam Lộ. Trung đoàn 36 thuộc sư đoàn 308 và tiểu đoàn xe tăng 512 thuộc trung đoàn 202 cũng vượt sông Bến Hải tấn công Cồn Tiên, Bái Sơn, phát triển về Đông Hà. Trung đoàn 27 cùng các tiểu đoàn còn lại của trung đoàn xe tăng 202 đánh qua Dốc Miếu, Quán Ngang, chiếm cảng Cửa Việt. Tại hướng Nam, trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 324 đánh Động Ngô. Trung đoàn 2 tấn công Động Ông Do và điểm cao 440, giữ bàn đạp cho giai đoạn 2. Sau 3 ngày chống đỡ với quá nhiều thương vong, đến sáng ngày 2 tháng 4 năm 1972, chuẩn tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra lệnh triệt thoái các cứ điểm vòng ngoài, rút về củng cố tuyến 2. Đến 14 giờ cùng ngày, hơn 600 binh sĩ thuộc trung đoàn 56, sư đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn sống sót tại căn cứ Tân Lâm do trung tá Phạm Văn Đính chỉ huy đã hạ vũ khí đầu hàng quân giải phóng. Cùng ra hàng có toàn bộ ban tham mưu của trung đoàn 56 và chỉ huy của các tiểu đoàn, đại đội. Ngày 7 tháng 4 năm 1972, các trung đoàn 36 và 102 của sư đoàn 308 quân giải phóng được tăng cường tiểu đoàn xe tăng 512 liên tục tấn công Đông Hà. Lập tức tướng Vũ Văn Giai phía Việt Nam Cộng Hòa chia thiết đoàn 17 thành nhiều toán, tăng cường cho liên đoàn 5 biệt động quân và trung đoàn 57 thuộc sư đoàn 3, quyết tâm cố thủ tại 5 cứ điểm xung quanh Đông Hà. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa áp dụng chiến thuật phòng ngự cơ động, còn được biết đến với cái tên chiến thuật châu ngủ rừng. Ban ngày sẽ cố thủ trong căn cứ, ban đêm tiến ra bên ngoài, dùng xe tăng bố trí càn quét, phòng ngự vòng tròn. Chiến thuật này khiến phương thức cường tập đánh đêm của quân giải phóng mất tác dụng. Đến ngày 9 tháng 4, các trận công kích Đông Hà của sư đoàn 308 và trung đoàn 48 thuộc sư đoàn 320B hầu hết không thành công, với thương vong về bộ đội là rất lớn cùng 6 xe tăng bị bắn cháy. Quân giải phóng buộc phải dừng tấn công để củng cố lại, chuẩn bị cho chiến dịch Bão Táp 2. Cũng trong cùng thời gian với chiến dịch Bão Táp 1 của quân giải phóng, tại Quảng Trị đã diễn ra phi vụ giải cứu đắt giá nhất của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam mà không hề được mặc cả. Đó chính là chiến dịch giải cứu Batch 21. Cụ thể là vào ngày 2 tháng 4, một máy bay tác chiến điện tử EB-66 bị hỏa tiễn SAM-2 của quân giải phóng bắn rơi. 5 trên 6 phi công tử trận, chỉ còn trung tá Hamilton may mắn nhảy dù an toàn. Từng là phó giám đốc hoạt động của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Hoa Kỳ, Hamilton nắm nhiều thông tin tối mật về dự án tên lửa đạn đạo liên lục địa và là chuyên gia cao cấp về hệ thống chống tên lửa phòng không, nên Hoa Kỳ quyết không để Hamilton rơi vào vòng vây của đối phương. Quân giải phóng bắt được sóng vô tuyến của quân Mỹ nên quyết định dùng Hamilton như mồi nhử. Trong quá trình giải cứu, chỉ huy Mỹ đặt ra một vùng không bắn phá với bán kính 24 km quanh Hamilton để tránh bắn nhầm. Nhờ phát hiện ra ý đồ này, quân giải phóng trong khu vực đó đã thoải mái tác chiến mà không cần ẩn nấp trước hỏa lực của đối phương. Kết quả là không quân Hoa Kỳ bị phục kích và thiệt hại nặng. Sau 10 ngày chơi tất tay, với quan điểm được ăn cả ngã về quê, người Mỹ đã sử dụng hơn 850 phi vụ giải cứu và yểm trợ, hàng triệu đô la chi phí bom đạn mà vẫn vô ích. Sau cùng, họ phải cử một toán biệt kích, triển khai phương án luồn rừng, áp sát mới giải cứu được Hamilton vào ngày 14 tháng 4 năm 1972. Nhưng cái giá phải trả cho chiến dịch này là rất đắt. 6 máy bay bị bắn rơi, bao gồm một chiếc A-1 Sky Raider, 2 máy bay trinh sát OV-10 Bronco, 2 trực thăng UH-1, 1 trực thăng CH-53 Sea Stallion. Ngoài ra còn hơn 10 máy bay khác bị hư hại, 11 biệt kích tử trận, 2 phi công khác bị bắt sống. Thậm chí để giải cứu cho Hamilton, người Mỹ đã mặc kệ tình hình nguy cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong khu vực này. Kết quả là Sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa gặp rất nhiều tổn thất do thiếu yểm trợ, đã tỏ ra phẫn nộ trước việc không quân Mỹ bỏ mặc hàng nghìn binh sĩ đồng minh chỉ vì một phi công. Nhằm thay đổi cục diện chiến trường, quân giải phóng bắt đầu chiến dịch Bão Táp 2. Để đối đầu với chiến thuật châu ngủ rừng đang rất hiệu quả của Việt Nam Cộng Hòa, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 4 năm 1972, quân giải phóng thành lập các tổ săn tăng cơ động,
sử dụng B-40, B-41 và B-72 rất linh hoạt, đã tiêu diệt trên 30 xe tăng, xe thiết giáp và 4 đại đội biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, làm suy yếu đáng kể tuyến phòng thủ Đông Hà. Ngày 23 tháng 4, tướng Vũ Văn Giai điều thiết đoàn 20 và liên đoàn 4 biệt động quân từ Ái Tử lên Đông Hà, phối hợp với số quân hiện có, tổ chức cuộc hành quân Tây Tiến 1 với 9 đợt phản kích nhưng đều bị quân giải phóng đánh bại. Ngày 25 tháng 4, từ thị xã Quảng Trị, tướng Giai tổ chức cuộc hành quân Tây Tiến 2 bao gồm hai hướng chính. Hướng thứ nhất, trung đoàn 2 thuộc sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa phối hợp với lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến gồm tiểu đoàn 1 Quái Điểu, tiểu đoàn 4 Kinh Ngư và tiểu đoàn 7 Hùm Xám cùng hai chi đoàn thuộc thiết đoàn 20 tiến ra Mai Lộc tổ chức phản kích các đơn vị tuyến đầu của quân giải phóng bao gồm trung đoàn 9 và 66 thuộc sư đoàn 304 với biệt danh sư đoàn thép. Hướng thứ hai, trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 1 và liên đoàn 4 biệt động quân hành quân ra trấn thủ Phượng Hoàng, La Vang tổ chức phản kích vào đội hình trung đoàn 24 thuộc sư đoàn 304 quân giải phóng. Đến chiều ngày 29 tháng 4, quân giải phóng đẩy lùi các đợt phản kích của cuộc hành quân Tây Tiến 2, đánh chiếm thêm được Mai Lộc, bao vây liên đoàn 4 biệt động quân tại Phượng Hoàng. Thương vong về người của cả hai bên đều rất lớn. Riêng về khí tài, trong đợt giao tranh này, sự yểm trợ giải bom ồ ạt của không quân Hoa Kỳ đã khiến quân giải phóng mất thêm 4 pháo cao xạ, 8 pháo mặt đất, 4 xe tăng và 17 quả đạn tên lửa C-75B tại Vĩnh Linh. Cùng khoảng thời gian này, ngày 27 tháng 4, Đại tá Nguyễn Hữu An, lúc đó là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308 quân giải phóng, được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp trên chiến trường, đã sử dụng Sư đoàn 308, Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320B, các tiểu đoàn đặc công 33 và 37, các tiểu đoàn xe tăng 512 và 513 tổ chức tổng tiến công Đông Hà. Để đánh bại chiến thuật Châu ngủ rừng, xe tăng bầy đàn và vỏ thép cứng di động nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự của Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Tư lệnh Chiến dịch phía quân giải phóng quyết định tiếp tục mở một đợt tấn công đệm với phong trào săn xe tăng địch, tổ chức các trận đánh nhỏ, vừa tiêu hao sinh lực đối phương, vừa khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc quyết chiến. Cũng trong ngày 27 tháng 4, một lực lượng xe tăng T-54 quân giải phóng sử dụng chiến thuật bí mật áp sát đã bắn cháy hàng loạt xe tăng của Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có nhiều chiếc M-48 Patton. Riêng đại đội trưởng Nguyễn Văn Thái với 7 phát đạn khét lẹt đã tiêu diệt được 5 chiếc ở Tây Đông Hà, khiến lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phòng ngự trên dãy điểm cao 32 và 37 buộc phải rút chạy. 17 giờ 15 ngày 28 tháng 4, quân giải phóng hoàn thành đánh chiếm Đông Hà. Trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308 phát triển đến Lai Phước, đánh sập cầu, khiến Việt Nam Cộng Hòa tổn thất toàn bộ trung đoàn 57, 4 tiểu đoàn biệt động quân, 41 xe tăng và 38 xe thiết giáp M113 với ít nhất 4.000 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến. Tướng Vũ Văn Giai phía Việt Nam Cộng Hòa buộc phải hạ lệnh thu quân, rút qua sông Hiếu về Ái Tử. Trong khi đó, để đạt được những thành quả này, phía quân giải phóng cũng phải gánh chịu những thiệt hại rất lớn. Riêng về người, có ít nhất 2.000 bộ đội đã nằm lại chiến trường, đó là chưa kể số bị thương. Tính từ đầu tháng 4 cho đến hết ngày 28 tháng 4, không lực Hoa Kỳ đã sử dụng 54 lượt B-52, 128 lượt máy bay cường kích, ném bom dày đặc gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho các đơn vị quân giải phóng đang hoạt động tại Quảng Trị. Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã dùng hơn 200 lượt máy bay F-5, A-37, T-28 và UH-1 yểm trợ cho lục quân phản kích. Tuy nhiên, việc yểm trợ cũng không hề dễ dàng. Không lực Hoa Kỳ bị bắn cháy một chiếc EB-66, 3 chiếc F-4. Ngoài ra còn có một chiếc B-52 bị bắn hư hỏng, phải hạ cánh khẩn cấp xuống Đà Nẵng. Hải quân Hoa Kỳ có ít nhất một tàu chiến bị trúng đạn, hư hỏng nặng ở ngoài khơi cửa Việt do máy bay MiG-17 của Không quân Quân đội Nhân dân Việt Nam tấn công. Không lực Việt Nam Cộng Hòa cũng gặp tổn thất khá nhiều, trong đó bị bắn cháy ít nhất 4 chiếc UH-1, 1 chiếc AH-1 Cobra, 1 chiếc AD-6 và 1 chiếc L-19. Sáng ngày 29 tháng 4, các cứ điểm Lai Phước, Phượng Hoàng và La Vang của Việt Nam Cộng Hòa lần lượt thất thủ. Đến buổi trưa, căn cứ Ái Tử bị công kích cả ba mặt. Sư đoàn 304 quân giải phóng tấn công từ phía Tây Nam. Sư đoàn 308 tấn công theo quốc lộ 1 đánh xuống. Trung đoàn 27 và trung đoàn xe tăng 202 tấn công từ phía Đông vào. Để tránh bị bắt sống hoặc bị tiêu diệt toàn bộ quân số còn lại, tướng Vũ Văn Giai đã đề xuất với tướng Hoàng Xuân Lãm cho phép bỏ Ái Tử, rút về phòng thủ phía nam sông Thạch Hãn, lấy thị xã Quảng Trị làm trung tâm. Tướng Lãm gật đầu nhưng không nói gì.
Ngày 30 tháng 4 năm 1972, Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 304 Quân Giải phóng điều Tiểu đoàn 3 tấn công đánh phá cầu gỗ và chốt chặn cầu sắt. Cuộc tấn công tiếp theo của Sư đoàn Thép 304 Quân Giải phóng là vô cùng khủng khiếp, đã khiến Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến, Trung đoàn 2 Bộ binh và một tiểu đoàn của Trung đoàn xe tăng 57 thuộc Sư đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa buộc phải bỏ lại toàn bộ xe pháo ở bờ phía Bắc, bơi qua sông về thị xã Quảng Trị. Trung đoàn thiết giáp số 20 Việt Nam Cộng Hòa gồm 57 xe tăng M48 Patton, loại hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ, đến ngày 30 tháng 4 chỉ còn lại 16 chiếc, và đến ngày hôm sau, toàn bộ số xe tăng còn lại này cũng bị các tổ lái vứt bỏ để rút lui. Ngày 1 tháng 5, các sư đoàn 304 và 308 quân giải phóng tổng công kích thị xã Quảng Trị. Trung đoàn 64 thuộc sư đoàn 320B và trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 324 tiến quân hợp điểm tại cầu Nhùng, làm thành một chốt chặn lớn. Phía Việt Nam Cộng Hòa với quân số còn lại của Sư đoàn 3 Bộ binh, Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến, các thiết đoàn 17 và 20 liên tục bị đánh ép từ hai phía, buộc phải bỏ quốc lộ 1, phân tán đội hình rút về phía Nam Mỹ tránh. Đến 17 giờ chiều ngày 1 tháng 5, Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 304 quân giải phóng với sức tiến công vũ bão đã chính thức làm chủ trung tâm thị xã Quảng Trị. Ngày 3 tháng 5 năm 1972, quân giải phóng tiếp tục triển khai chiến dịch Bão Táp 3, điều động lực lượng dự bị bao gồm Trung đoàn 18 thuộc Sư đoàn 325 tiến vào hướng Đông phối hợp với Trung đoàn xe tăng 202 đánh dọc ven biển xuống Quảng Điền. Ngày 4 tháng 5, các Trung đoàn 27 và 64 thuộc Sư đoàn 320B phối hợp cùng Trung đoàn 1 Sư đoàn 324 tấn công cụm phòng ngự Mỹ Chánh theo quốc lộ 1. Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308, Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 304 và Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 324 phối hợp luồn rừng tập kích Mỹ Chánh từ hướng Tây. Tại Huế, Trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 324 và Trung đoàn 6 chủ lực khu 5 tấn công các cứ điểm Động Trúc Mao, Động Chanh, Đèo Sơn Na, Khe Thai, buộc Trung đoàn 54 thuộc Sư đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa phải lùi về giữ Hòn Vượn. Trước tình hình liên tục thất thủ trên chiến trường, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu buộc phải chọn phương án thay người nhằm tăng cường cho hàng công. Cụ thể là vào ngày 5 tháng 5, Tổng thống Thiệu chỉ định Trung tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, ra nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân đoàn 1 thay Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Trung tướng Lãm bị cách chức, điều về Bộ Tổng tham mưu giữ vị trí ít quan trọng, con đường thăng tiến coi như đã đóng lại. Chuẩn tướng Vũ Văn Giai cũng bị cách chức và phải ra trước tòa án binh, lĩnh án hơn 5 năm tù tại nhà lao Chí Hòa vì vừa để mất Quảng Trị, vừa để cho phần lớn lực lượng của Sư đoàn 3 Bộ binh dưới quyền chỉ huy của ông bị tan rã và đầu hàng quân giải phóng. Sau đó Sư đoàn 3 Bộ binh buộc phải rút về Đà Nẵng để tái trang bị và bổ sung quân số. Tướng Ngô Quang Trưởng ngay sau khi nắm quyền đã thay hàng loạt các sĩ quan chỉ huy tại chiến trường. Đối với Sư đoàn Thủy quân lục chiến, Đại tá Bùi Thế Lân được cử làm tư lệnh, Đại tá Nguyễn Thành Trí làm phó tư lệnh. Đối với Sư đoàn Dù, giao cho tướng Lê Quang Lưỡng làm chỉ huy. Do nghi ngờ trong Bộ Tham mưu Quân đoàn 1 có điệp báo của quân giải phóng mà bà Hoàng Thị Nhạn, em ruột của tướng Hoàng Xuân Lãm là đối tượng đáng nghi nhất. Vì vậy, tướng Ngô Quang Trưởng thành lập Ban Nghiên cứu Kế hoạch Phản công độc lập, hoạt động theo chế độ tối mật, không phụ thuộc vào Ban Tham mưu Quân đoàn, do Đại tá Pháo binh Lê Văn Thân chỉ huy, nhờ vậy mà thông tin có vẻ được bảo mật tốt hơn trước. Kế hoạch của Trung tướng Ngô Quang Trưởng có 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất là tái bổ sung, tái phối trí lực lượng, chặn đứng bước tiến của quân giải phóng, bằng mọi giá phải giữ được Huế. Thứ hai là tái chiếm lại phần lãnh thổ đã lọt vào tay quân giải phóng. Thứ ba là bình định lại trật tự lãnh thổ sau khi tái chiếm, gây dựng lại lòng tin cho quân và dân vùng giới tuyến. Rõ ràng với ưu thế vượt trội về hỏa lực trang bị, nếu chỉ huy lại là người có năng lực thì chắc chắn đội quân đó sẽ trở thành một lực lượng đáng gờm. Và điều gì đến cũng phải đến, ngay sau khi tướng Ngô Quang Trưởng lên nắm quyền, với năng lực của bản thân cùng đội ngũ thuộc cấp dày dạn kinh nghiệm mới thay thế, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cơ bản đã chặn đứng đà tiến công vũ bão của quân giải phóng. Lực lượng quân giải phóng có xe tăng yểm trợ sau khi chiếm được Mỹ Thủy đã vấp phải cuộc phản công dữ dội vào ngày 9 tháng 5 của Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến, bao gồm Tiểu đoàn 3 Sói Biển, Tiểu đoàn 6 Thần Ưng, Tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ, cùng với đó là Thiết đoàn 11 mới tăng viện từ Sài Gòn ra còn đang rất sung sức. Sau 4 ngày giao tranh ác liệt, Lữ đoàn 369 Thủy quân lục chiến với những đơn vị gạo cội được chỉ huy bởi các tướng lĩnh có năng lực cao đã tái chiếm Mỹ Thủy thành công vào ngày 13 tháng 5, đẩy lực lượng quân giải phóng phải lùi về Lương Ba, Linh Chiểu. Những trận tử chiến liên tiếp khiến tổn thất của hai phía cả về người và phương tiện chiến tranh đều vô cùng nặng nề.
trong các ngày từ mùng 5 tháng 5 đến mùng 9 tháng 5, các đơn vị quân giải phóng đánh Mỹ Chánh theo quốc lộ 1 3 lần tổ chức vượt sông nhưng không tiến lên được, bị đánh bật trở lại với thương vong lớn do tướng Ngô Quang Trưởng đã kịp thời điều động toàn bộ sư đoàn 1, lữ dù 1, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến cùng với thiết đoàn 8 đóng chốt tại bờ nam Mỹ Chánh với sự yểm hộ liên tục của pháo binh và không quân Hoa Kỳ. Từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, quân giải phóng tấn công mở rộng ra các cứ điểm vòng ngoài bao gồm Đông Mỹ, Lương Mai, Đồng Lâm, Đồng Hun, Đống Đá, Cái Mương thuộc cụm phòng ngự Mỹ Chánh, Yên Bầu, Cầu Nhi nhưng hầu hết đều thất bại. Quân số chiến đấu hao hụt dần, đạn dược cạn kiệt, gạo hết, tình thế thiếu thốn đến mức cả trung đoàn 2 thuộc sư đoàn 324 quân giải phóng phải làm nhiệm vụ gùi gạo cho trung đoàn 1 chiến đấu. Trung đoàn pháo binh 38 hết toàn bộ đạn dự trữ, phải chiến đấu như bộ binh. Trung đoàn pháo binh 164 chỉ còn chưa đầy nửa cơ số đạn, phải chuyển sang sử dụng pháo 155 ly thu được của đối phương. Lúc này, bộ binh tuyến đầu quân giải phóng chỉ còn khả năng tổ chức vài đợt trinh sát chiến đấu lẻ tẻ, cuộc chiến chuyển thành các cuộc đấu pháo. Khó khăn của quân giải phóng càng dâng cao khi liên tiếp phải hứng chịu những đợt oanh tạc của không quân đối phương. Chỉ riêng trong tháng 5, không lực Hoa Kỳ xuất kích gần 80 lượt B-52, 230 lượt máy bay cường kích nhằm yểm hộ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Trị Thiên. Từ ngoài biển, ít nhất 3 chiến hạm hàng khủng của Hoa Kỳ phối hợp với 5 chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa đã bắn hơn 8.000 viên đạn pháo vào đội hình quân giải phóng đang tấn công cụm Mỹ Chánh, Cầu Nhi. Do dữ liệu ban đầu của Hà Nội chưa bao quát hết các vấn đề, dẫn đến công tác chuẩn bị không tốt, hậu cần mới chỉ đảm bảo được khoảng 50% vật chất, nên trong quá trình tiến công, càng thọc sâu quân giải phóng càng gặp nhiều khó khăn, kế hoạch đánh chiếm Huế buộc phải hủy bỏ. Chiến dịch Bão Táp 3 chấm dứt vào ngày 27 tháng 6 năm 1972, quân giải phóng chuyển sang mục tiêu phòng thủ, giữ vững các vùng đã giải phóng. Khi chuyển mục tiêu chiến dịch, phía quân giải phóng cũng có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Cụ thể là từ ngày 27 tháng 6, Thiếu tướng Trần Quý II với bề dày kinh nghiệm trong các chiến thuật phòng thủ có chiều sâu được cử làm tư lệnh chiến dịch thay cho Thiếu tướng Lê Trọng Tấn. Trung tướng Song Hào được cử làm chính ủy thay cho Thiếu tướng Lê Quang Đạo. Tuy nhiên, lúc đó nhiều đơn vị quân giải phóng đã vào quá sâu để chuẩn bị tấn công Huế và không kịp rút ra do mệnh lệnh thay đổi mục tiêu chiến dịch được chuyển đến quá chậm. Các đơn vị này về sau hầu hết bị cô lập và những tổn thất nặng nề là điều không thể tránh khỏi. Trái ngược với chiến dịch Bão Táp 1 và 2 đã có nhiều thành công, đến chiến dịch Bão Táp 3, quân giải phóng lại chỉ thu được những kết quả thực sự hạn chế, trong khi thiệt hại về người và trang bị là rất nghiêm trọng. Trung bình các đơn vị tham chiến đợt 3 chỉ còn khoảng 40-50% quân số, có đại đội chỉ còn 12 tay súng, tức là chỉ hơn một tiểu đội. Tuy nhiên, đối với các cấp chỉ huy lúc bấy giờ, đó vẫn là những đơn vị tương đối đủ về biên chế và lệnh tiếp tục tấn công vẫn được đưa ra. Đại tá Cao Sơn, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn pháo binh 38 đã cho rằng chính việc này cùng với thiệt hại do phi pháo và không quân đối phương gây ra đã khiến các đơn vị quân giải phóng kiệt sức. Mặc dù vậy, nhờ có chiến dịch Bão Táp 1 và 2 thu được kết quả tốt, nên nếu xét trên toàn bộ cả 3 chiến dịch Bão Táp 1, 2 và 3 kéo dài suốt từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 27 tháng 6 năm 1972 trên mặt trận Trị Thiên Huế, thì quân giải phóng đang tạm thời đạt được nhiều thành quả hơn. Toàn bộ tuyến phòng thủ được cho là bất khả xâm phạm ở phía bắc Quảng Trị do Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa xây dựng đã bị chọc thủng. Đây là lần đầu tiên quân giải phóng kiểm soát được toàn bộ một tỉnh tại miền Nam, đó là Quảng Trị. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu tổn thất khủng khiếp về quân số, với thương vong hơn 27.500 binh sĩ, trong đó trên 8.000 binh sĩ tử trận, gần 3.500 binh sĩ khác bị bắt làm tù binh. Sư đoàn 3 bộ binh hay còn gọi là Sư đoàn Bến Hải, cùng Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến, 2 Liên đoàn Biệt động quân, 4 Thiết đoàn và nhiều đơn vị khác của Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại rất nặng. Việt Nam Cộng Hòa mất tới 430 xe tăng, xe thiết giáp trên tổng số 750 xe tham chiến. Ít nhất 30 xe còn nguyên vẹn rơi vào tay quân giải phóng. Có những trung đoàn thiết giáp của Việt Nam Cộng Hòa mất toàn bộ số xe, trong đó có rất nhiều xe dòng M48 Patton, loại xe hiện đại nhất của Mỹ khi đó. Ngoài ra, Việt Nam Cộng Hòa còn bị bắn cháy, bị thu giữ hoặc hư hại tới 1.870 xe quân sự, hơn 400 pháo và súng cối các loại, 230 trực thăng và máy bay bị bắn cháy hoặc hư hỏng, bị thu giữ gần 3.000 súng bộ binh, 310 máy vô tuyến điện. Phía Hoa Kỳ có 8 máy bay bị bắn rơi, hơn 20 máy bay khác bị hư hại, hơn 30 biệt kích tử trận, 2 phi công bị bắt sống. Trong khi đó, quân giải phóng cũng phải gánh chịu những tổn thất rất lớn về người, với tổng thương vong lên tới hơn 18.000 bộ đội,
trong đó số tử trận ít nhất trên 6.000 bộ đội. Ngoài ra, hơn 100 người khác bị bắt làm tù binh. Những tổn thất này quá nửa thuộc về đợt tiến công bão táp 3. Về trang bị, quân giải phóng mất ít nhất 35 xe tăng trên tổng số 136 xe tham chiến, hơn 40 trọng pháo bị phá hủy. Tuy đạt được nhiều thành quả hơn, nhưng đến lúc này, vấn đề tiếp vận càng lúc càng khó khăn đối với quân giải phóng khi mà dự trữ lương thực và trang bị ngày càng cạn kiệt. Việc bổ sung không kịp do không quân Hoa Kỳ oanh tạc vô cùng khủng khiếp, không chỉ vào các tuyến đường tiếp vận mà còn ném sâu vào hàng loạt căn cứ, nơi tập kết bộ đội và kho hàng tại miền Bắc. Việc thiếu hậu cần bổ sung với quân giải phóng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là đạn pháo và nhiên liệu cho xe tăng. Cùng cực nhất phải kể đến các đơn vị tập kết ở phía tây cố đô Huế đang bị cô lập, không còn đường di chuyển vì cầu Quảng Trị qua sông Mỹ Chánh bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đặt thuốc nổ phá hủy, khiến xe tăng không thể vượt sông, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong khi đó, đối với Việt Nam Cộng Hòa, việc mất Quảng Trị là điều không thể chấp nhận được, gây chấn động mạnh tới chính quyền Sài Gòn. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố bằng mọi giá sẽ tái chiếm Quảng Trị. Vì vậy, tận dụng khoảng thời gian quân giải phóng không đủ sức tấn công tiếp, tướng Ngô Quang Trưởng lập tức lên phương án tăng cường lực lượng, tổ chức phản kích nhằm chiếm lại các vùng đã mất. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với sự hỗ trợ phương tiện vận chuyển và tiếp tế hậu cần dồi dào từ Hoa Kỳ đã cơ động gần như đưa toàn bộ sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến, mỗi sư đoàn trên 15.000 quân, tiếp cận nhanh chóng đến các điểm nóng tại vùng 1 chiến thuật. Sư đoàn thủy quân lục chiến được trực thăng vận, thiết lập phòng tuyến ngăn chặn bộ binh và xe tăng quân giải phóng. Cùng với đó, sư đoàn 3 bộ binh vừa tái thiết cũng được vận chuyển cấp tốc ra chiến trường. Các đơn vị pháo binh, tăng thiết giáp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa được Hoa Kỳ nhanh chóng mạnh tay tái bổ sung số lượng đã mất. Tướng Thomas Bowen, cố vấn quân sự Mỹ tại vùng 1 chiến thuật cho biết, quân Mỹ đã lập cầu vận tải khẩn cấp để thay thế số lượng xe tăng và pháo mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị mất tại Quảng Trị. Hàng trăm trọng pháo được chở thẳng từ Mỹ sang, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp được tàu hải quân chở từ căn cứ Mỹ tại Nhật Bản tới. Việc mạnh tay tiếp vận với lực lượng quân sự tăng chóng mặt đã báo hiệu một cuộc chiến vô cùng tàn khốc tại vùng giới tuyến khắc nghiệt, mà đặc biệt là khu vực thành cổ Quảng Trị. Sau khi quân giải phóng hủy bỏ kế hoạch đánh chiếm Huế, chấm dứt chiến dịch bão táp 3 vào ngày 27 tháng 6 năm 1972 do gặp quá nhiều tổn thất vì đánh thọc sâu vào Nam không thành công, họ buộc phải chuyển sang mục tiêu phòng thủ các vùng đã chiếm được tại Quảng Trị với tư lệnh chiến trường lúc này là Thiếu tướng Trần Quý Hai. Cùng lúc đó, tướng Ngô Quang Trưởng phía Việt Nam Cộng Hòa cùng các sĩ quan có năng lực dưới quyền có thể kể đến như chuẩn tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, được thăng cấp từ đại tá lên chuẩn tướng từ ngày 19 tháng 6 năm 1972, và đại tá Lê Quang Lưỡng, chỉ huy các đơn vị lính dù tại vùng 1 chiến thuật, nhanh chóng tổ chức lực lượng với quy mô rất lớn, chuẩn bị phản kích trên toàn mặt trận với sự yểm trợ quân sự và hỗ trợ hậu cần mạnh tay từ quân đội Hoa Kỳ. Mục tiêu quan trọng nhất của tướng Ngô Quang Trưởng là bằng mọi giá phải tái chiếm các vùng đất đã mất nhằm gây dựng lại lòng tin cho quân và dân vùng giới tuyến, khi mà niềm tin này gần như đã sụp đổ hoàn toàn từ sau cuộc rút chạy trong hỗn loạn của các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa tuyến đầu dưới thời tướng Vũ Văn Giai. Trong những cuộc rút chạy đó, không thể không kể đến cái tên Đại lộ Kinh Hoàng. Bản chất lúc đó là thời điểm trước khi kết thúc chiến dịch bão táp 3 khoảng 2 tháng, tình hình căn cứ hỏa lực Ái Tử bị công kích cả ba mặt trong trạng thái vô cùng khó khăn vào cuối tháng 4 năm 1972. Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn tướng Vũ Văn Giai buộc phải cho quân rút bỏ Ái Tử. Tuy nhiên, cầu Thạch Hãn đã bị đánh sập, khiến nhiều đơn vị Việt Nam Cộng Hòa phải vứt bỏ lại toàn bộ xe pháo, quân trang quân dụng, bơi qua sông về thị xã Quảng Trị. Lực lượng này đã nhập cùng dòng lính và dòng người rút chạy theo quốc lộ 1 thành một đoàn dài hỗn độn. Đại lộ Kinh Hoàng là cái tên mà giới quân sự Sài Gòn đặt cho đoạn đường dài 9 km. Trên quốc lộ 1 từ cầu Bến Đá qua Hải Lăng, khi đó là một quận của tỉnh Quảng Trị, chạy về phía huyện Phong Điền thuộc Thừa Thiên Huế ngày nay, trục đường mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút chạy về hướng Nam trong những ngày cuối tháng 4 năm 1972 dưới làn đạn pháo của quân giải phóng với các loại trọng pháo 130 ly và 122 ly. Đoàn người chạy về phía Nam rối loạn đến mức các sĩ quan chỉ huy không còn điều khiển được lính của mình, thậm chí chính các sĩ quan chỉ huy cũng tìm cách bỏ chạy. Phương tiện sử dụng bao gồm từ các loại thiết giáp, xe quân sự, xe ô tô dân dụng, xe lam, xe máy và cả chạy bộ. Đoạn đường này nằm giữa các đũn cát trắng, hầu như không có cây cao và nhà cửa, chỉ có các lùm cỏ bụi, do vậy dễ dàng nằm trong tầm ngắm của pháo binh quân giải phóng từ phía Bắc và phía Tây theo hướng rừng Trường Sơn.
Đặc biệt, lúc đó quốc lộ 1 đoạn từ Hải Lăng về Mỹ Chánh đang bị quân giải phóng chiếm và đóng chốt. Trong khi phía Việt Nam Cộng Hòa, những đơn vị nhỏ còn khả năng tác chiến lại không có chỉ huy chung nên mạnh ai nấy đánh, không còn khả năng tiến công nhổ chốt chặn của quân giải phóng. Tình trạng này làm gián đoạn giao thông, riêng đoàn xe quân đội di tản đã dài hơn 3 cây số. Lực lượng triệt thoái này liên tục bị đánh ép từ hai phía Bắc và Nam, buộc phải bỏ quốc lộ 1, phân tán đội hình mạnh ai nấy rút về phía Nam Mỹ Chánh. Đài RFA của Hoa Kỳ cho rằng, vào lúc đó, bộ đội Cộng sản đã bắn trực diện vào dòng người chạy loạn trên quốc lộ 1, đoạn từ thị xã Quảng Trị qua Hải Lăng tới huyện Phong Điền. Hàng ngàn dân thường thiệt mạng và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng được nhắc tới từ ngày đó. Phía Việt Nam Cộng Hòa công bố, trên đoạn đường ngắn ngủi này có ít nhất 2.000 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hơn 500 xe cộ các loại, cả xe quân sự và dân sự bị phá hủy. Họ coi đây là tội ác chiến tranh và không khác gì một vụ thảm sát khi cho rằng đạn pháo của quân giải phóng cố ý tiêu diệt cả dân thường. Tuy nhiên, Hà Nội phủ nhận và cho rằng quân giải phóng không ngắm bắn khai hỏa vào dân thường mà pháo binh chỉ tấn công vào các khu vực có xe quân sự của đối phương. Việc người dân di chuyển theo xe quân sự và bị trúng pháo là hoàn toàn có thể xảy ra do các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa khi rút chạy đã kéo theo gia đình, họ hàng di tản. Một số nhà quan sát cho rằng nguyên nhân nằm ở một đặc điểm của quân đội Sài Gòn, đó là ngoại trừ thủy quân lục chiến, lính dù, biệt động quân và một số đơn vị cơ động khác. Còn lại, đối với đa số các đơn vị theo kiểu đóng chốt tại các vùng chiến thuật thì quân ở đâu, gia đình binh sĩ sẽ ở đó. Theo thống kê của Việt Nam Cộng Hòa, trước mùa hè đỏ lửa năm 1972, tỉnh Quảng Trị có diện tích là 3.966 km2 với dân số khoảng 271.000 người. Và về sau, khi kết thúc toàn chiến dịch vào đầu năm 1973, diện tích Quảng Trị do chính quyền Sài Gòn kiểm soát chỉ còn 1.649 km2 với 3 quận Triệu Phong, Mai Lĩnh và Hải Lăng do bị quân giải phóng chiếm đến bờ phía bắc của sông Thạch Hãn. Nhưng dân số Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát lại lên đến hơn 202.000 người. Chính quyền Sài Gòn cho rằng đây là sở cứ cho thấy phía Cộng sản chỉ chiếm được đất chứ không thu phục được lòng dân. Tuy nhiên, Hà Nội lại cho rằng chỉ có một phần nhỏ người dân tự nguyện di rời nhà cửa, đó là gia đình họ hàng của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, còn lại phần lớn người dân khác bị cưỡng ép di cư. Chưa có bằng chứng nào cho thấy dân tự nguyện đi theo, giống như đối với các ấp chiến lược, người dân bị ép lùa vào để kiểm soát. Quan điểm hai phía đưa ra vẫn còn gây nhiều tranh cãi mãi cho đến tận ngày nay. Thế nhưng nói gì thì nói, sự khủng khiếp của chiến tranh là điều không phải bàn cãi nhiều. Khủng khiếp là vậy, nhưng ngay tại ranh giới giữa sự sống và cái chết lại có những suy nghĩ thật kỳ lạ từ chính những người lính ở hai bờ chiến tuyến. Không ít những người lính đã nói rằng họ thực sự không hề căm thù đối thủ trực diện ngay phía trước nòng súng của mình. Họ bóp cò đơn giản chỉ vì nơi họ đứng chính là chiến trường. Thứ đáng căm giận nhất lại là các thế lực phía sau với những mưu đồ toan tính cá nhân. Có những bức ảnh day dứt về chiến tranh như bức ảnh người lính quân giải phóng đưa nước uống cho một binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị thương, hoặc như bức ảnh một người lính Việt Nam Cộng Hòa cõng một người lính quân giải phóng bị thương nặng chạy về trạm y tế. Thậm chí cũng ngay trong chiến tranh Việt Nam đã từng có những giây phút ngắn ngủi đình chiến, trao trả tù binh. Những người lính hai bên bờ chiến tuyến đã ý ới mời nhau điếu thuốc lá, cốc nước chè mà nếu không chứng kiến sẽ không thể nào tin nổi. Khi nhà báo Chu Chí Thành vừa chụp được bức ảnh một số lính thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa nói chuyện với một vài bộ đội quân giải phóng cùng các nữ dân quân, bỗng một người lính Việt Nam Cộng Hòa bất ngờ nhờ ông chụp một bức ảnh kỷ niệm với một người lính quân giải phóng, và bức ảnh ấy được cho là chụp tại Triệu Phong, Quảng Trị. Hai người lính, một người thuộc tiểu đoàn 5 lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa và người kia thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 quân giải phóng, đã vô tư khoác vai nhau với nụ cười thân thiện, trong khi chỉ cách đó vài cây số, tiếng bom đạn vẫn không ngừng nổ. Sau thời khắc ấy, những người lính lại trở về với chiến tuyến của mình, để rồi người này có thể sẽ gục xuống bởi chính họng súng của người kia.
Quay trở lại với chiến trường năm 1972, chính việc Quảng Trị thất thủ cùng đoàn người hỗn độn giữa binh lính và dân thường tháo chạy về phía Nam khiến cho thành phố Huế lâm vào tình trạng khủng hoảng. Huế lúc này vừa phải gánh chịu áp lực rất nặng của quân giải phóng từ bên ngoài trong chiến dịch Bão Táp 3, vừa phải đối phó với tình trạng khó khăn từ bên trong do hàng vạn dân tị nạn từ Quảng Trị kéo vào và tệ nạn do những binh sĩ triệt thoái vô kỷ luật gây nên. Để ổn định tình hình và lòng dân, tướng trưởng ban hành hai sắc lệnh hết sức quan trọng. Một là thiết lập Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1 tại phía Bắc thành phố Huế với nhiệm vụ chặn đứng mọi cuộc tấn công của quân giải phóng. Và hai là lệnh cho tất cả quân nhân đã bỏ đơn vị, lạc đơn vị hoặc không còn đơn vị phải lập tức trình diện. Những quân nhân không theo lệnh sẽ bị bắn bỏ ngay tại chỗ. Nhờ vậy, trong thời gian ngắn, nội bộ Huế cơ bản đã ổn định. Bản chất, tướng Ngô Quang Trưởng và các sĩ quan dưới quyền đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng một bản kế hoạch tái chiếm Quảng Trị ngay từ khi mà chiến dịch Bão Táp 3 còn đang diễn ra ác liệt. Đó là khoảng tháng 6 năm 1972, bản kế hoạch này được xác định không phải là cuộc tấn công chớp nhoáng mà là một chiến dịch phối hợp quy mô hàng khủng, có tổ chức, tiến hành theo từng giai đoạn. Không đâu khác, đó chính là bản kế hoạch cho chiến dịch Lam Sơn 72, một chiến dịch mà sau này thực sự đã tạo ra những áp lực vô cùng khủng khiếp lên quân giải phóng. Thế nhưng không nhiều người biết rằng chỉ suýt chút nữa nó có thể không bao giờ được diễn ra. Trước thời điểm chiến dịch tổng phản công của Việt Nam Cộng Hòa được khởi động, phía Hoa Kỳ đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số tướng lĩnh Mỹ đề nghị hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội Sài Gòn giành lại các khu vực đã mất, thì Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird cùng một số cố vấn cao cấp khác lại giữ quan điểm mà họ đã tuyên bố ngay sau khi Quảng Trị thất thủ vào đầu tháng 5 năm 1972 là Việt Nam Cộng Hòa nên bỏ ý định tái chiếm Quảng Trị, dồn lực lượng để bảo vệ phần đất đang kiểm soát, như thế sẽ giảm tối đa mức tổn thất. Khoảng 2 tuần trước ngày tấn công, tướng Ngô Quang Trưởng đệ trình bản kế hoạch của mình về Sài Gòn nhưng bị nhiều cố vấn Hoa Kỳ bác bỏ. Tướng Ngô Quang Trưởng quyết định trực tiếp quay vào Sài Gòn để tự trình bày với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi nghe xong kế hoạch, hội đồng đã không chấp thuận, khiến tướng Ngô Quang Trưởng rất thất vọng. Tướng trưởng quay về Huế, suy nghĩ suốt đêm và sáng hôm sau thông báo về Sài Gòn rằng ông sẽ không đưa ra thêm bất kỳ kế hoạch nào. Nếu Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia muốn ông làm bất kỳ chuyện gì, hãy gửi kế hoạch, ông sẽ chỉ thi hành. Khoảng 9 giờ sáng, Tổng thống Thiệu điện cho tướng Ngô Quang Trưởng và đề nghị ông quay trở lại Sài Gòn giải thích chi tiết kế hoạch một lần nữa. Sau cuộc báo cáo lần 2, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chấp nhận kế hoạch với tên gọi Lam Sơn 72. Chỉ riêng cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị trong chiến dịch Lam Sơn 72, Việt Nam Cộng Hòa đã huy động ít nhất trên 35.000 quân, bao gồm Sư đoàn Dù với 3 lữ đoàn 1, 2 và 3, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến với 3 lữ đoàn 147, 258 và 369, Liên đoàn 81 biệt kích Dù, Liên đoàn 1 biệt động quân, Trung đoàn 4 bộ binh thuộc Sư đoàn 1, hàng trăm xe tăng xe thiết giáp thuộc nhiều đơn vị như Thiết đoàn 7, 17, 18, 20, các tiểu đoàn công binh, các tiểu đoàn pháo hạng nặng mặt đất và bố trí thêm một tiểu đoàn pháo phòng không do lo ngại phía quân giải phóng có thể sử dụng máy bay yểm trợ phòng thủ. Sư đoàn không quân số 1 của Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đóng tại vùng 1, lực lượng Hải quân và không quân Hoa Kỳ từ ngoài biển và các căn cứ tại Thái Lan được lệnh chi viện tối đa với hàng trăm máy bay cùng pháo hạm hàng khủng từ hạm đội 7 áp đảo hoàn toàn về hỏa lực. Về phía quân giải phóng, chỉ tính riêng lực lượng phòng thủ tại thị xã Quảng Trị và khu vực Cổ Thành, quân giải phóng có ít nhất trên 14.000 bộ đội, bao gồm Trung đoàn 48, Trung đoàn trưởng là Trung tá Lê Quang Thúy, Trung đoàn phó là Thiếu tá Trần Minh Vân, được biết đến là Trung đoàn Thạch Hãn, và Trung đoàn 27 do Trung tá Phạm Minh Tâm làm Trung đoàn trưởng, với tên gọi là Trung đoàn Triệu Hải, thuộc Sư đoàn 320B, cùng các đơn vị còn lại của Sư đoàn 325 và Sư đoàn 312, phối hợp với hai tiểu đoàn địa phương đóng tại Quảng Trị. Sườn phía tây thị xã do Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308 chốt giữ. Ngoài lực lượng chủ yếu là bộ binh, quân giải phóng tại đây chỉ có một vài đơn vị xe tăng và pháo phòng không rất hạn chế. Các đơn vị pháo binh mặt đất chủ yếu được bố trí yểm trợ từ tuyến sau. Lực lượng phòng thủ của quân giải phóng lúc này dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Chiến trường Thiếu tướng Trần Quý Hai đang trong tình trạng chắp vá với sức lực mệt mỏi do phải căng mình chiến đấu liên miên nhưng tiếp tế lại quá khó khăn. Yếu tố sống còn lúc bấy giờ chính là tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, kể từ khi chiếm được thị xã Quảng Trị, nhờ việc Việt Nam Cộng Hòa phải mất gần 2 tháng mới có thể tổ chức tổng phản công, quân giải phóng đã biết tận dụng thời gian quý báu này để tổ chức xây dựng các công sự cần thiết cho việc phòng thủ, từ hầm hố chiến đấu, giao thông hào, chướng ngại vật cho đến các trận địa,
từ đó tạo ra ít nhiều lợi thế cho cuộc tử chiến mà sớm muộn chắc chắn sẽ phải diễn ra. Kế hoạch Lam Sơn 72 có trọng tâm là những cuộc tấn công ra Bắc, tái chiếm Quảng Trị, xuất phát từ các vị trí tiền phương của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ Chánh, cơ bản trên hai hướng chính theo thế gọng kìm, phối hợp với một mũi phụ về hướng Tây Nam Huế. Vì xuất thân là một sĩ quan nhảy dù, tướng Ngô Quang Trưởng đã quyết định đặt niềm tin, giao cho sư đoàn dù làm mũi tấn công chính đánh ra Bắc ở cánh phía Tây của quốc lộ 1 tiến về La Vang. Cánh quân phía Tây này bao gồm sư đoàn dù với 3 lữ đoàn 1, 2 và 3, được bổ sung thêm một tiểu đoàn, phối hợp với liên đoàn biệt kích dù 81 cùng thiết đoàn 20 chủ yếu là xe tăng và thiết đoàn 7 chủ yếu là xe bọc thép tấn công dọc bên trái quốc lộ 1. Sườn trái của cánh quân phía Tây này có sự yểm hộ của liên đoàn 1 biệt động quân nhằm ngăn chặn quân giải phóng tập kích. Mũi tấn công thứ hai đánh ra Bắc là cánh phía Đông, được giao cho sư đoàn thủy quân lục chiến với 3 lữ đoàn 147, 258 và 369, trung đoàn 4 bộ binh thuộc sư đoàn 1. Các thiết đoàn 17 và 18 tấn công dọc bờ biển tiến về phía Triệu Phong. Mũi tấn công phía Tây Nam Huế là trách nhiệm của sư đoàn 1 bộ binh. Phía Nam đèo Hải Vân, trách nhiệm bảo vệ Đà Nẵng được giao cho phần còn lại của sư đoàn 3 bộ binh đang được tái thiết và tái huấn luyện dưới quyền chỉ huy của tư lệnh mới là chuẩn tướng Nguyễn Duy Hinh. Lực lượng pháo binh yểm hộ có pháo 175 ly, 155 ly, 105 ly, mỗi loại ít nhất 2 tiểu đoàn và ngoài ra là một tiểu đoàn pháo phòng không. Sư đoàn không quân số 1 của Việt Nam Cộng hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam Cộng hòa tại vùng 1. Các lực lượng hải quân không quân Hoa Kỳ được lệnh sẵn sàng chi viện hết công suất cho Lam Sơn 72. Ngày 26 tháng 6 năm 1972, hai ngày trước khi cuộc tổng phản công bắt đầu, tướng Ngô Quang Trưởng ra lệnh phát động một cuộc oanh kích dữ dội vào các địa điểm đóng quân, các trận địa pháo cùng các khu vực hậu cần của quân giải phóng. Ngoài các đơn vị pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng Hoa Kỳ cũng tham gia rất khủng khiếp, bao gồm cả các pháo hạm từ ngoài biển, pháo đài bay B-52 từ căn cứ Utapao trên đất Thái Lan. Hai ngày sau đó, vào sáng ngày 28 tháng 6, tướng Ngô Quang Trưởng phát lệnh tổng phản công. Một trong những chiến dịch tàn khốc bậc nhất lịch sử chiến tranh Việt Nam, Lam Sơn 72 đã chính thức bắt đầu. Sau mệnh lệnh của tướng Ngô Quang Trưởng, đợt tấn công đầu tiên trong chiến dịch Lam Sơn 72 xuất phát lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 1972. Đại tá Trần Quốc Lịch, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù 2, điều động 3 tiểu đoàn vượt sông Mỹ Chánh tấn công lên phía Bắc. Đây chính là đợt 1 của cuộc tấn công cánh Tây với chủ lực là các đơn vị lính dù, mục tiêu là phải tái chiếm Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7, lúc hội nghị Paris họp trở lại. Ở bên kia chiến tuyến, do đã lường trước về một cuộc tổng phản công, quân giải phóng lệnh cho các đơn vị du kích và bộ đội địa phương phối hợp đưa hơn 60.000 dân còn lại tại Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị khẩn trương đến những nơi an toàn. Đồng thời các công sự phòng thủ cũng chuẩn bị sẵn sàng với lời thề tử chiến, còn người chắc chắn phải còn trận địa. Lúc đó, Bộ Chỉ huy Sư đoàn Dù với tư lệnh là Trung tướng Dư Quốc Đống cũng đã bay ra vùng 1 và đặt đại bản doanh tại bãi đổ quân Sali ở phía nam sông Bồ, ngay bên cạnh quốc lộ 1. Nhờ yếu tố bất ngờ, vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, các tiểu đoàn của Lữ Dù 2 Việt Nam Cộng Hòa đã đột kích thành công phòng tuyến của quân giải phóng, tấn công thẳng vào sở chỉ huy Trung đoàn Xe tăng 203. Rất nhiều bộ đội quân giải phóng thương vong, buộc phải rút lui trong cuộc đột kích táo bạo này. Phía Việt Nam Cộng Hòa thu được một số vũ khí như súng cối, súng phòng không và hai xe tăng T-54. Trong buổi sáng cùng ngày, thêm hai tiểu đoàn dù nữa là tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 11 được trực thăng vận đổ xuống phía bắc sông Nhung. Hai tiểu đoàn này đi song song cùng các đơn vị dù đã có mặt trước đó, vượt qua đại lộ Kinh Hoàng, tiến lên phía bắc với nhiệm vụ nhổ các chốt của quân giải phóng. Chiều ngày 28 tháng 6, một bộ phận của các sư đoàn 304 và 308 quân giải phóng vẫn còn đang ở phía nam sông Mỹ Chánh đã bị cô lập, rơi vào tình thế phải chiến đấu rất khó khăn. Cũng trong ngày 28 tháng 6, ở cánh phía đông, thi hành lệnh của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, chuẩn tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đã điều ngay 4 tiểu đoàn, bao gồm tiểu đoàn 3 Sói Biển, tiểu đoàn 5 Hắc Long, tiểu đoàn 7 Hùm Xám và tiểu đoàn 8 Ó Biển
tiến lên phía bắc bên phía đông của quốc lộ 1 dọc bờ biển và song song với mũi tiến công của sư đoàn dù. Tuy nhiên, mũi tiến công này cũng không hề dễ dàng khi lực lượng thủy quân lục chiến gặp sự kháng cự mãnh liệt của các đơn vị thuộc sư đoàn 304 quân giải phóng do sư đoàn trưởng thượng tá Hoàng Đan chỉ huy đóng chốt tại hàng loạt tuyến phòng thủ. Ngày 29 tháng 6 năm 1972, tiểu đoàn 1 Quái Điểu và tiểu đoàn 4 Kình Ngư với hơn 1.400 quân được trực thăng vận chủ yếu bằng các trực thăng CH-46 và CH-53 của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đổ xuống phía đông nam thị xã Quảng Trị tại hai bãi đổ quân là Flamingo và Hawk dọc theo hương lộ 555. Nhờ oanh kích bằng phi pháo cùng B-52 giải thảm đã giúp các tiểu đoàn thủy quân lục chiến không gặp phải kháng cự đáng kể nào của quân giải phóng trong quá trình đổ bộ. Tuy nhiên, ngay sau khi hỏa lực của Mỹ giảm đi, quân giải phóng lập tức sử dụng bộ binh và xe tăng yểm trợ tiến công bao vây các đơn vị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng các mũi tiến công này đều phải chịu nhiều thương vong vì hải pháo từ các chiến hạm Hoa Kỳ ở ngoài khơi cách bờ biển khoảng 4 km đã tỏ ra rất cơ động trong việc chuyển trạng thái khai hỏa. Trong bản tổng kết vào cuối tháng 6 năm 1972, phía Việt Nam Cộng Hòa công bố riêng các tiểu đoàn thủy quân lục chiến của họ đã gây tổn thất đáng kể cho quân giải phóng, tiêu diệt trên 1.500 bộ đội, bắt sống 15 tù binh và phá hủy 18 xe tăng, trong đó có một số xe tăng T-54. 6 giờ sáng ngày 3 tháng 7, các đơn vị lính dù tiến công vào khu vực phía nam ngã ba Long Hưng, lúc đó thuộc Hải Lăng, cách thành cổ Quảng Trị vài km về hướng đông nam. Quân giải phóng đóng chốt tại đây có nòng cốt là đại đội 11, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 48. Sau hơn 1 giờ dùng máy bay và pháo binh bắn phá, đại đội đi đầu phía Việt Nam Cộng Hòa với xe tăng chi viện, tổ chức xung phong đột kích. Quân giải phóng tại các chốt kiên trì chờ đợi đối phương tiến vào thật gần mới đồng loạt nổ súng. Bị tấn công bất ngờ, hơn 40 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử thương ngay trước trận địa. Áp lực giành lợi thế trên bàn đàm phán hội nghị Paris đã đè nặng lên vai các binh sĩ trên chiến trường của cả hai phía. Do đó, những trận đánh vòng ngoài thị xã ngày càng trở nên khốc liệt và đẫm máu. Đến 8 giờ sáng, lực lượng lính dù không thể tiến lên được, đã buộc phải rút lui, gọi hỏa lực tuyến 2 bắn liên tục vào trận địa. 14 giờ chiều, đợt tiến công thứ 2 của Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu một cách dữ dội. Thế nhưng lính dù gặp quá nhiều tổn thất mà vẫn không thể chiếm được chốt của đại đội 11 quân giải phóng. Đến 18 giờ, các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút lui một lần nữa, tiếp tục gọi pháo binh và không quân từ tuyến 2. Trước sức mạnh hỏa lực phía Việt Nam Cộng Hòa, quân giải phóng cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, đạn dược cạn kiệt dần. Trong khi đó, các đơn vị lính dù quyết định chuyển hướng, tấn công vào những cứ điểm lân cận để hình thành thế bao vây. Trước tình hình này, ngày 6 tháng 7 năm 1972, Trung đoàn 48 điều đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2 xuống bổ sung cho ngã ba Long Hưng, củng cố trận địa chốt để tác chiến lâu dài. Tại đây đã có những giai đoạn khốc liệt đến mức đại đội 5 quân giải phóng do chính trị viên đại đội Vũ Trung Thướng chỉ huy chỉ còn dưới 30 tay súng cùng một số khẩu B-40. Các binh sĩ đột kích tuyến đầu của Việt Nam Cộng Hòa tiến công rất quả cảm, nhưng đối mặt với họ là những người lính quân giải phóng chiến đấu vô cùng kiên cường. Sau các trận đánh liên miên, đại đội 5 quân giải phóng vẫn giữ vững được khu vực này, góp phần ngăn chặn ý đồ tái chiếm thành cổ và thị xã Quảng Trị trong thời gian ngắn của sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tại nhiều chốt khác thuộc Hải Lăng, cuối buổi chiều ngày 7 tháng 7 năm 1972, lực lượng quân giải phóng lúc này đã quá mỏng, liên tiếp bị đánh bại, buộc phải rút lui tại rất nhiều cứ điểm. Để đạt được kết quả, phục vụ mục tiêu tiếp cận ngoại vi thị xã Quảng Trị, các đơn vị lính dù và Liên đoàn 1 Biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa đã phải gánh chịu tổn thất không hề nhỏ với ít nhất hơn 300 binh sĩ tử trận. Riêng tiểu đoàn 9 dù, sau khi chiến đấu rất ác liệt để nhổ từng chốt chặn của quân giải phóng trên khoảng cách từng km, cả tiểu đoàn trưởng cùng 4 đại đội trưởng đều trọng thương. Tổn thất của quân giải phóng tại khu vực này rất khó xác định chính xác do bom đạn cày xới, gạch đá đổ nát, nhưng con số ước chừng thậm chí còn lớn hơn so với phía Việt Nam Cộng Hòa do quân giải phóng phải đối mặt với sự dữ dội của hỏa lực không quân đối phương. Với việc hoàn thành tái chiếm Hải Lăng, con đường tiến lên phía Bắc hướng về cổ thành Quảng Trị của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được rút ngắn rất nhiều. Thế nhưng việc tiến quân lại hoàn toàn không dễ thở hơn chút nào, mà thậm chí sự khốc liệt ngày càng chồng chất. Nguyên nhân là do quân giải phóng đã kịp thời điều động các đơn vị thuộc sư đoàn 325 và sư đoàn 312 chi viện cho lực lượng tại chỗ đang phòng thủ trong thị xã Quảng Trị. Đây không chỉ là những đơn vị rất thiện chiến, mà lúc này họ còn mang trong mình quyết tâm tử thủ bằng mọi giá. Thậm chí ở các vùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tràn qua thuộc phía nam tỉnh Quảng Trị, chiến tranh du kích được lan rộng, quân giải phóng tổ chức những trận tập kích táo bạo với sự tham gia của tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 14,
đại đội 24 công binh và du kích Triệu Phong. Trong suốt nhiều ngày tại phần đất rất ngắn giữa sông Nhung và sông Thạch Hãn, các tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa tuy được tăng cường vẫn không thể tiến lên được vì sự đáp trả không khoan nhượng của quân giải phóng, với nòng cốt là các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 48 và đặc biệt là pháo binh chi viện rất chính xác. Chỉ sau khi pháo đài bay B-52 yểm trợ giải thảm dọc bờ sông Thạch Hãn, ngăn chặn pháo binh quân giải phóng tác xạ, lính dù lúc đó mới có thể tiến lên được. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm lại khu vực La Vang, chỉ còn cách thành cổ Quảng Trị khoảng vài km về phía Tây Nam. Về bản chất, ngay sau khi lên ngôi vào năm 1802, vua Gia Long đã cho các nhà thầu xây dựng khởi công đắp thành Quảng Trị tại làng Tiên Kiên thuộc Triệu Phong. Đến năm 1809, vua Gia Long cho di rời vị trí đến xã Thạch Hãn, lúc đó nằm trên địa phận Hải Lăng, ngày nay thuộc khu vực thị xã Quảng Trị. Ban đầu thành được đắp bằng đất, tới năm 1837, gia đình đã có điều kiện hơn nên vua Minh Mạng cho xây lại bằng gạch nung, kết dính bằng vôi, mật mía và một số phụ gia khác trong dân gian. Thành Quảng Trị có kiến trúc quân sự theo phong cách Vauban, một nhà kiến trúc quân sự huyền thoại người Pháp ở giai đoạn thế kỷ 17. Bốn góc thành nhô hẳn ra ngoài tường, được dùng làm bốn pháo đài canh giữ. Chu vi vòng thành là khoảng hơn 2.000m, mỗi cạnh dài hơn 500m. Tường thành cao trung bình trên 4m, phía dưới chân tường dày hơn 12m. Bốn cửa thành tiền, hậu, tả và hữu xây hình vòm cuốn, rộng khoảng 3.4m. Cả bốn cửa đều nằm chính giữa bốn mặt thành. Vòng ngoài của tường thành được bao bọc bởi hệ thống hào sâu trung bình trên 3m, nhiều đoạn rộng trên 18m. Suốt 136 năm kể từ năm 1809 đến năm 1945, dưới thời phong kiến, nhà Nguyễn sử dụng thành Quảng Trị như một trung tâm quân sự và hành chính, là thành lũy quan trọng, trấn thủ phía Bắc kinh thành Huế. Trong khoảng thời gian đó, vào năm 1929, hệ thống nhà lao kiên cố cùng các trại lính Khố Xanh được người Pháp xây dựng thêm tại đây, biến khu vực này trở thành nơi giam cầm những người có quan điểm chính trị đối lập. Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, thành Quảng Trị hay còn gọi là cổ thành Đinh Công Tráng được sử dụng làm doanh trại quân đội, khu nhà ở cho binh sĩ địa phương quân, trong đó có cả sân vận động, nhà lao và các lô cốt phòng thủ kiên cố. Khi trận Quảng Trị bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 năm 1972, phía trong cổ thành là đại bản doanh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Quay trở lại với chiến dịch Lam Sơn 72 ở cánh phía Tây, đến lúc này chỉ còn vài ngày nữa là tới deadline 13 tháng 7. Thời hạn mà sư đoàn dù phải hoàn tất việc tái chiếm thành cổ để tạo lợi thế cho hội đàm Paris. Thế nhưng đà tiến công vẫn bị chặn đứng. 4 giờ sáng ngày 10 tháng 7, khu vực thị xã Quảng Trị rực sáng bởi một trong những đợt hỏa lực khủng khiếp nhất trút xuống các trận địa phòng ngự của quân giải phóng. Đài quan sát pháo binh và các chốt tiền tiêu liên tục báo về sở chỉ huy trong thành cổ rằng rất đông lực lượng đối phương có tăng thiết giáp yểm trợ đang ồ ạt tấn công thị xã theo hướng đường số 1. Lập tức pháo binh chiến dịch của quân giải phóng được lệnh bắn cấp tập. Lữ đoàn dù 2 gặp tổn thất nặng nhưng nhanh chóng xốc lại đội hình, tổ chức tiến công suốt cả ngày 10 tháng 7. Cuộc đáp trả không hề e ngại từ hệ thống phòng ngự vững chắc có chiều sâu của quân giải phóng, với nòng cốt là Trung đoàn 48 và các đơn vị quân địa phương đã đẩy lùi đợt tiến công của lực lượng lính dù Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ riêng trong trận đánh này, tổng thương vong cả hai phía cộng lại lên tới ít nhất 800 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng, xe thiết giáp bị phá hủy. Mỗi khi các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa rút về tuyến sau củng cố, Hoa Kỳ sẽ lập tức yểm trợ đồng minh, họ tăng cường hỏa lực, nâng tổng số đạn pháo đánh phá thị xã từ 8.000 viên một ngày lên trung bình 15.000 viên một ngày, cao điểm có ngày lên tới 30.000 viên, sử dụng 40 đến 60 lượt máy bay phản lực mỗi ngày. Bom khoan được áp dụng để phá hầm hào, tường thành. Các phi vụ B-52 liên tục được tăng tần suất, ném bom dọc bờ bắc sông Thạch Hãn và sâu về phía hậu phương quân giải phóng nhằm ngăn chặn tiếp viện từ miền Bắc. Song song với sự yểm trợ mạnh tay của quân đội Hoa Kỳ, các tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa cũng đồng loạt tấn công, vây giáp dữ dội toàn bộ thị xã Quảng Trị và thành cổ. Các hướng tiến công bao gồm tiểu đoàn 7 đánh vào phía tây nam thị xã, tiểu đoàn 11 tiến công khu vực ngã ba Long Hưng, tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 9 bao vây phía đông và phía nam thị xã, tiểu đoàn 5 là lực lượng chính tấn công vào cổ thành Đinh Công Tráng. Chiều ngày 11 tháng 7, Việt Nam Cộng Hòa dùng trực thăng đổ một tiểu đoàn thủy quân lục chiến xuống An Tiêm, Nại Cửu nhằm thu hút lực lượng và sự chú ý của quân giải phóng ra vòng ngoài. Trung đoàn 27 quân giải phóng phối hợp cùng bộ đội địa phương đã đánh bại cuộc đổ bộ này, bắn rơi 9 trực thăng. Khu vực ven biển, sư đoàn thủy quân lục chiến từ hướng đông nam vượt qua trục đường 68 và giải đất hẹp với những đụn cát trắng, tạo thế hợp vây cùng sư đoàn dù đánh vào thị xã Quảng Trị. Hai đại đội 51 và 52 thuộc tiểu đoàn 5, lữ đoàn 2 nhảy dù được lệnh đột kích cùng tiến song song hướng đến mục tiêu nhà thờ Chí Bưu. Mặc dù khoảng cách chỉ vài trăm mét,
nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng khó khăn vì sự đáp trả quyết liệt của các đại đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 quân giải phóng. Để có thể tiến lên được, pháo binh Việt Nam Cộng Hòa từ tuyến sau bao gồm pháo 105 ly, 155 ly và 175 ly đã khai hỏa dữ dội, dọn đường bằng những trận bão lửa. Dựa vào đó, hai đại đội 51 và 52 Việt Nam Cộng Hòa sử dụng chiến thuật đội hình tiến so le nhau. Cứ đại đội này xung phong lên trước chừng 50m thì dừng lại tác chiến, bắn áp chế, tạo điều kiện cho đại đội kia vận động tiến lên. Lực lượng lính dù chủ động tiến công trong làn khói bụi của đạn pháo để giảm khả năng phát hiện và bắn chặn của quân giải phóng. Hai bên giành giật nhau từng ngôi nhà, liên tục đánh cận chiến bằng lựu đạn. Song song với đó, không quân và pháo hạm Hải quân Hoa Kỳ cũng đẩy mạnh tần suất, yểm trợ suốt ngày đêm nhằm áp chế hỏa lực pháo binh quân giải phóng, hủy diệt các trận địa chốt. Tuy nhiên, tại khu vực gần Cổ Thành, đối mặt với lực lượng liên quân lại đang là các đơn vị vô cùng quyết tâm, có độ cảm tử rất cao của những người cộng sản. Bộ binh quân giải phóng với sự yểm trợ hiệu quả của xe tăng, mặc dù số lượng này không nhiều, cùng hỏa lực pháo binh cơ động từ bờ bắc sông Thạch Hãn đã khai hỏa khét lẹt, khiến nhiều đại đội lính dù xung kích bị đánh bật trở lại, không thể tiến lên được. Chiến trường lúc này thật khủng khiếp, thương vong của cả hai phía đều đã vượt xa khỏi những dự tính ban đầu. Cả ngày lẫn đêm khói lửa ngập trời, nặng mùi tử khí. Sáng sớm ngày 13 tháng 7 năm 1972, một máy bay trực thăng chở Đại tá Nguyễn Trọng Bảo, lúc đó là tham mưu phó sư đoàn dù, cùng 8 sĩ quan tham mưu khác đi đốc thúc việc cắm cờ nhằm gây thanh thế cho hội đàm Paris. Tuy nhiên, chiếc trực thăng này đã bị một trận địa súng máy 12 ly 7 của quân giải phóng do đội trưởng Bùi Trung Thành chỉ huy tiêu diệt ngay tại thị xã Quảng Trị. Toàn bộ sĩ quan trong trực thăng tử trận. Trước tình hình đó, phía Việt Nam Cộng Hòa tăng cường thêm 4 đại đội nữa cho mũi xung kích, trong đó có 2 đại đội rất thiện chiến của Liên đoàn 81 biệt kích dù với sở trường tác chiến theo từng toán nhỏ, đột kích tốt trong đô thị. Mặc dù được tăng cường và cũng chỉ còn cách vài trăm mét, nhưng mũi đột kích của Việt Nam Cộng Hòa vào thành cổ vẫn quá khó khăn, thậm chí còn bị quân giải phóng cắt đứt cả đường tải thương. Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tuyến đầu gần như dậm chân tại chỗ, họ không thể hiểu nổi nguyên nhân tại sao quân giải phóng lại có khả năng tử thủ khủng khiếp đến như vậy. Cùng thời gian này, cụ thể là trong 2 tuần đầu của tháng 7 năm 1972, lực lượng thủy quân lục chiến được lệnh củng cố các vị trí vừa tái chiếm lại từ tay quân giải phóng. Chuẩn tướng Bùi Thế Lân nhận thấy cần phải thực hiện thêm một cuộc hành quân nữa, đưa một tiểu đoàn thọc sâu lên phía bắc nhằm ngăn chặn viện binh quân giải phóng, cắt đứt hương lộ 560 dài khoảng 17 km từ căn cứ Cửa Việt đến thị xã Quảng Trị. Đó chính là con đường huyết mạch tiếp tế cho các đơn vị quân giải phóng đang tử chiến trong thị xã và cổ thành Đinh Công Tráng. Ngày 11 tháng 7, cuộc hành quân chính thức bắt đầu. Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa với lực lượng nòng cốt là tiểu đoàn 1 Quái Điểu được trực thăng vận tiến đến bãi đổ quân Blue Jay và Crown ở phía đông bắc thị xã Quảng Trị. Đây cũng là các vị trí vô cùng nguy hiểm vì nó nằm ngay trong địa bàn do quân giải phóng kiểm soát. Mặc dù các bãi đáp đã được dọn cỏ trước bằng phi pháo và B-52, nhưng ngay sau đó, đoàn trực thăng khoảng 30 chiếc của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, chủ yếu là CH-53 và CH-46, thực hiện vận chuyển Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, đã được bộ đội quân giải phóng chào đón rất nhiệt tình bằng các dàn phòng không 23 ly và 37 ly. Có ít nhất 2 trực thăng bị trúng đạn nổ tung ngay trên không và một chiếc khác bị hư hại. Ít nhất gần 100 binh sĩ Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa tử trận mà chưa kịp tham chiến. Hơn 40 binh sĩ khác bị thương nặng, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Đăng Hòa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 Quái Điểu. Ngay sau khi đổ bộ, Thủy quân lục chiến giao tranh ác liệt với quân giải phóng trong gần 3 ngày. Với sự yểm trợ của phi pháo, bom tọa độ và súng chống tăng M-72 bản nâng cấp, phía Việt Nam Cộng Hòa đã bắn cháy được một số xe tăng quân giải phóng, giữ vững được các bãi đổ quân, làm bàn đạp chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Để đạt được kết quả đó, tiểu đoàn 1 Quái Điểu cũng đã gặp thiệt hại rất nặng và đến sáng ngày 14 tháng 7 năm 1972, lực lượng này được tiểu đoàn 2 Châu Điên tiến lên thay thế. Tiểu đoàn 1 rút về Huế, tái bổ sung quân số, nhưng các đơn vị thủy quân lục chiến ở phía sau cũng liên tục bị tiểu đoàn 10 đặc công quân giải phóng đánh tập kích, khiến cho việc tiến quân không hề dễ dàng. Tại tiền phương, tiểu đoàn 2 Châu Điên ở lại, mở rộng phòng tuyến, bảo vệ cho công binh bắc cầu phao qua sông Vĩnh Định, từ đó cho phép lực lượng xe tăng M48 của thiết đoàn 20 tiến vào Bình Định các khu vực mà trước đó thủy quân lục chiến đã chiếm được. Chiều ngày 14 tháng 7, các đơn vị chủ lực còn lại của sư đoàn 312 quân giải phóng do Thượng tá Lã Thái Hòa làm sư đoàn trưởng, bao gồm trung đoàn 141, 165 và 209,
khẩn trương tăng cường cho sư đoàn 308 của đại tá Nguyễn Hữu An nhằm phá vỡ thế uy hiếp thị xã Quảng Trị của đối phương. Đến đêm, tiểu đoàn 4 trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng tổ chức vượt sông Thạch Hãn tiến vào chiến đấu ở hướng đông nam thị xã, tiếp sức cho trung đoàn 48 của sư đoàn 320B đang trong tình trạng rất căng thẳng. Tiếp đó, tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 64 quân giải phóng cũng được lệnh vượt sông Thạch Hãn vào thị xã chiến đấu trong đội hình trung đoàn 48. Cả hai bên đều được tăng cường lực lượng liên tục nên các trận chiến diễn ra càng lúc càng ác liệt thêm, giành giật nhau từng mảnh đất, từng con đường, từng khu phố. Trong khi đó, sư đoàn dù với quyết tâm cắm cờ lên thành cổ, tạo ít nhiều lợi thế về mặt hình ảnh cho hội đàm Paris đã bắt đầu diễn ra. Ngay từ tờ mờ sáng ngày 14 tháng 7, một toán cảm tử thuộc đại đội 51 tiểu đoàn 5 lữ dù 2 Việt Nam Cộng Hòa gồm 8 binh sĩ do hạ sĩ Trần Tâm dẫn đầu xuất phát lúc nửa đêm, luồn lách qua một nghĩa địa của cộng đồng Thiên Chúa Giáo phía nhà thờ Chí Bưu, rồi men theo các đường cống thoát nước để leo lên thành cổ từ phía đông. Họ đã bất ngờ dựng thành công quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng rõ ràng trong cục diện mà quân giải phóng gần như đang kiểm soát hoàn toàn khu vực thành cổ thì lẽ ra phía Việt Nam Cộng Hòa cần chiếm lĩnh thêm nhiều khu vực hơn nữa trước khi nghĩ đến việc cắm cờ. Nhiệm vụ cố gắng xung phong dựng quốc kỳ của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa có lẽ là do áp lực tạo hình tượng, gây tiếng vang theo lệnh của các sĩ quan chỉ huy, vì bản chất nó chẳng khác gì hành động tự sát. Hoạt động này nhanh chóng bị phát hiện bởi đại đội 14 thuộc trung đoàn 48 quân giải phóng, vẫn thường gọi là trung đoàn Thạch Hãn. Ngay lập tức, hỏa lực B-40, AK và Đại Liên khai hỏa dữ dội vào địa điểm dựng cờ. Các đại đội Việt Nam Cộng Hòa phía sau với sự yểm trợ của một số xe tăng thuộc thiết đoàn 20 tiến lên để ứng cứu cho toán cảm tử, nhưng bị chặn lại bởi hỏa lực áp chế của quân giải phóng ở sát đoạn hào sâu với độ rộng trên 12m nên đã không thể tiếp viện được. Đến đêm, toàn bộ 8 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cảm tử cắm cờ đều đã bị đại đội 14 trung đoàn 48 quân giải phóng hạ gục đến những người cuối cùng. Như vậy, ý định của Việt Nam Cộng Hòa là tái chiếm thị xã Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7 nhằm tạo vị thế cho hội đàm Paris đã không thực hiện được. Mới chỉ trong vài ngày đầu tiên liên tục tiến công thị xã, sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa chịu tổn thất rất lớn với ít nhất trên 1.100 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến. Đặc biệt thiệt hại nặng nề là tiểu đoàn dù 1 và 5. Ngoài ra ít nhất 5 xe tăng bị tiêu diệt, 2 máy bay bị bắn cháy, đó là chưa kể số hỏng hóc cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác bị phá hủy. Ở phía đối diện, vì phải gánh chịu thêm cả các loại bom giải thảm, khiến quân giải phóng thậm chí còn mệt mỏi hơn, với tổn thất trên 1.200 bộ đội, trong đó gần 1.000 thương vong là tại thị xã Quảng Trị, và số còn lại là những người lính còn chưa thể vào được tới các điểm chiến sự, đã ngã xuống dọc đường hành quân bởi những trận oanh kích vô cùng khủng khiếp của không quân Hoa Kỳ. Đến chiều ngày 14 tháng 7, một tốp máy bay A-1 Sky Raider của không quân Việt Nam Cộng Hòa được điều đến dội bom đánh sập tường thành, gạch đá rơi xuống lấp được một đoạn hào sâu. Ngay lập tức các đơn vị lính dù nhanh chóng vượt qua, tiến vào đóng chốt tại góc tường thành đã bị đánh sập, tạo nên cuộc đấu súng ác liệt với quân giải phóng từ trong các công sự phòng thủ. Tối ngày 14 tháng 7, sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa tổ chức một đợt tấn công thứ hai. Mục tiêu điều chỉnh lại cho sư đoàn dù là phải chiếm được thị xã Quảng Trị trước ngày 18 tháng 7, nếu không thì cùng lắm là phải hoàn thành trước ngày 27 tháng 7. Nhiệm vụ phân công lữ dù 1 đánh Quy Thiện, Chí Bưu, lữ dù 2 đánh Tích Tường, Như Lệ. Các lữ đoàn 147 và 369 thủy quân lục chiến tiến sát sông Vĩnh Định, tiến công lần 2 vào các cứ điểm An Tiêm, Nại Cửu và Bích La Đông. Mặc dù chiếm được các cứ điểm này và khiến quân giải phóng gặp tổn thất lớn, buộc phải rút lui, nhưng đổi lại phía Việt Nam Cộng Hòa cũng chịu thiệt hại nặng với 11 trực thăng bị bắn rơi tại Nại Cửu. Riêng lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến gần như bị xóa sổ hoàn toàn hai đại đội. Đến ngày 16 tháng 7, lữ dù 1 tập trung lực lượng cực mạnh đã tấn công như vũ bão, khiến trung đoàn 18 thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng với lực lượng sức mẻ sau rất nhiều cuộc chiến trước đó đã bị đánh thiệt hại trầm trọng, buộc phải rút ra Ái Tử, Đông Hà. Bộ tư lệnh B-5 Bắc Quảng Trị điều trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 vào thay thế. Lúc này Việt Nam Cộng Hòa đã hình thành thế bao vây ba mặt quanh thị xã Quảng Trị nhưng vẫn chưa vào được bên trong. Trước yêu cầu cấp bách bảo vệ tối đa những vùng đã giải phóng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi bức điện số 144DK vào ngày 18 tháng 7 năm 1972, trong đó có nêu rõ: song song với việc đáp trả những đợt tiến công của đối phương, cần phải có kế hoạch phòng thủ các vùng hậu phương trực tiếp, củng cố vững chắc thế trận tại cửa Việt, Đông Hà, Ái Tử và một số căn cứ ở phía Tây, phát huy sự cơ động của pháo binh, bảo vệ các tuyến vận chuyển nhằm giữ vững địa bàn đứng chân. Chiến dịch này chắc chắn sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 9 và thậm chí còn tiếp tục trong cả mùa mưa. Riêng đối với khu vực thị xã Quảng Trị, tướng Giáp chỉ thị nhanh chóng tăng viện, tổ chức phòng thủ trong thị xã và đặc biệt là khu vực thành cổ theo thế liên hoàn có chiều sâu. Phải tổ chức ngay một trận địa hỏa lực pháo binh cực mạnh ở bờ bắc sông Thạch Hãn nhằm yểm trợ cho thị xã, chuẩn bị sẵn lưới phòng không cơ động đề phòng tình huống không quân đối phương áp chế bằng vũ khí hóa học hoặc đổ bộ bằng trực thăng thẳng vào nội thành. Nhanh chóng bí mật đưa một số xe tăng vào thành cổ, biến thành công sự hỏa điểm, phối hợp cùng bộ binh chủ lực nhằm bẻ gãy các mũi tiến công của thiết giáp và bộ binh đối phương. Khu vực xung quanh và bên trong thị xã Quảng Trị lúc này đang được chấn thủ bởi Trung đoàn 64, Trung đoàn 27 Triệu Hải, Trung đoàn 48 Thạch Hãn thuộc Sư đoàn 320B, Sư đoàn trưởng là Đại tá Nguyễn Sùng Lãm, phối hợp cùng Trung đoàn 95 thuộc Sư đoàn 325, trong đó Trung đoàn 95 với quân số nòng cốt là sinh viên, giảng viên trẻ, nhập ngũ cuối năm 1971, đầu năm 1972, tuy gần như lần đầu tiên tham chiến nhưng có tinh thần thực sự quả cảm. Ngoài ra, Trung đoàn 18 khi rút về tuyến sau củng cố do trước đó bị tổn thất nặng, vẫn để tiểu đoàn 7 ở lại thị xã tham chiến, hướng dẫn cho các đơn vị mới vào. Quân địa phương tham gia phối hợp có tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 8. Suốt hơn 20 ngày đầu tháng 7, quá trình oanh kích dồn dập bằng bom và nã pháo từ các hạm đội ngoài biển của Hoa Kỳ đã tỏ ra rất hiệu quả trong việc ngăn chặn viện binh quân giải phóng. Mỗi ngày, không lực Hoa Kỳ huy động từ 40 đến 60 phi vụ B-52, 130 đến 150 phi vụ máy bay cường kích, cày tan nát tất cả các khu vực nghi ngờ là vị trí của đối phương. Nếu trong trường hợp tần suất oanh tạc giảm đi vì bất kỳ lý do gì, thì lập tức tần suất pháo kích lại được gia tăng. Pháo mặt đất của Liên quân khai hỏa không ngừng nghỉ suốt từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, rồi tranh thủ thời gian giải lao đôi chút, sau đó lại pháo kích xuyên đêm. Để tìm ra vị trí quân giải phóng, không lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng máy bay trinh sát quét liên tục. Khi phát hiện, lực lượng máy bay trinh sát sẽ thả pháo khói hoặc pháo sáng xuống mục tiêu, từ đó các loại pháo binh và máy bay cường kích sẽ ồ ạt khai hỏa. Những tình huống hai bên cận chiến như vậy, việc sử dụng máy bay cường kích mặt đất sẽ nâng cao độ chính xác rất nhiều so với sử dụng các loại máy bay ném bom tầm cao. Nhưng đổi lại, máy bay cường kích tầm thấp lại dễ bị tiêu diệt hơn bởi pháo phòng không. Giai đoạn này, Việt Nam Cộng Hòa chủ yếu sử dụng các loại máy bay OV-10 cùng L-19 để trinh sát. Và L-19 chính là loại máy bay được thiết kế 2 chỗ ngồi mà về sau đã đi vào lịch sử thế giới trong cuộc rút lui chiến thuật vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với một chiếc L-19 rất nổi tiếng cùng hành trình tìm kiếm tàu sân bay USS Midway đang đậu ngoài khơi nhưng lại không biết chính xác vị trí. Trong tình trạng nhiên liệu có hạn, chiếc L-19 đó đã nhồi nhét tới 7 người, may mắn tìm được USS Midway cùng với một cú hạ cánh đẳng cấp xuống sàn tàu trong tình trạng không có radio liên lạc với đài không lưu của tàu và phải liên lạc bằng giấy viết tay ném xuống từ trên máy bay do thiếu tá Lý Bừng thực hiện. Sự kiện này có lẽ chúng ta phải nghiên cứu chi tiết trong các video tiếp theo. Quay trở lại với chiến trường Quảng Trị, lúc này tiếng pháo và tiếng bom nổ gần như không phút nào ngơi nghỉ. Ngày 22 tháng 7 năm 1972, đối với mũi thọc sâu của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, Chuẩn tướng Bùi Thế Lân quyết định mở một cuộc hành quân mới ở phía đông bắc của thị xã Quảng Trị nhằm cắt đứt toàn bộ tuyến tiếp tế và truyền tin của quân giải phóng. Đây là một cuộc hành quân hỗn hợp giữa hai tiểu đoàn của Lữ đoàn 147 Thủy quân Lục chiến cùng các đơn vị bộ binh và thiết giáp. Lực lượng Thủy quân Lục chiến được trực thăng vận đổ xuống hai bãi đáp Lima và Victor, cách thị xã khoảng 3 km về phía đông bắc, chỉ gặp kháng cự nhỏ của quân giải phóng. Tuy nhiên, các đơn vị bộ binh và thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa tiến công chính diện vào căn cứ Long Quang đã vấp phải sự đáp trả không khoan nhượng. Việt Nam Cộng Hòa sử dụng xe tăng và pháo binh kết hợp với máy bay oanh tạc dữ dội, đồng thời tổ chức mũi thọc sườn, tập kích bí mật trong đêm, đào hào xiết vòng vây, dùng bộ binh nhử kéo quân giải phóng ra khỏi nơi ẩn nấp với mục đích sử dụng bom và pháo binh để tiêu diệt. Tuy nhiên, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh này đã không thể thực hiện được do sự tỉnh táo và kinh nghiệm của các sĩ quan chỉ huy phía quân giải phóng. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng nếu cuộc chiến càng kéo dài thì bất lợi càng lớn dần đối với những người cộng sản.
Kết quả là sau 3 ngày giao chiến liên miên, đến cuối ngày 25 tháng 7, cả hai phía đều gặp rất nhiều tổn thất. Phía quân giải phóng với lực lượng còn lại quá mỏng, quân tiếp viện không tới được nên đã bị đẩy lùi về cảng cửa Việt. Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa chiếm lại được các chốt. Họ công bố đã loại khỏi vòng chiến ít nhất trên 300 binh sĩ quân giải phóng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bắn cháy 5 xe tăng và san phẳng một bệnh viện dã chiến với hơn 100 giường bệnh của đối phương. Quân giải phóng cho rằng phía Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phải gánh chịu những tổn thất rất lớn với con số hàng trăm thương vong trong các đợt tiến công. Đúng trong giai đoạn căng thẳng này, phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa lại xuất hiện mâu thuẫn. Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạn, cuộc đời khốn nạn biết kết bạn cùng ai. Quá nhọ là chính quyền Sài Gòn đã phát hiện ra một sự thật cay đắng, đó là phái đoàn Hoa Kỳ tại hội nghị Paris đã bí mật đi đêm với phái đoàn Hà Nội mà không hề thông tin cho phía Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, tại chiến trường, binh sĩ các bên vẫn đọ súng ác liệt. Ở cánh phía tây của sư đoàn dù, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tập trung bao vây bên ngoài thị xã Quảng Trị ngày một đông, thay nhau mở các đợt tiến công dồn dập, mật độ hỏa lực dày đặc với quan điểm hủy diệt tất cả những gì có thể. Ngược lại, do địa bàn bên trong thị xã và không gian khu vực thành cổ chật hẹp nên quân giải phóng không thể tập trung lực lượng lớn ở đó. Cuộc chiến của họ chỉ có thể đẩy cao bởi yếu tố tinh thần với bản lĩnh của các trung đoàn thiện chiến như trung đoàn 27, 48, 64 và 95. Tuy nhiên, quá trình chiến đấu căng thẳng triền miên cộng với việc tiếp viện cả về người và vật chất đều quá khó khăn do khả năng yểm trợ hỏa lực không chỉ dày đặc về tần suất mà còn chính xác về tọa độ của không quân Hoa Kỳ đã khiến quân số và đạn dược phía quân giải phóng suy giảm nghiêm trọng. Trong khi quân số tiêu chuẩn một tiểu đoàn là khoảng 300 đến 1.000 quân, thì nhiều tiểu đoàn quân giải phóng trong thị xã Quảng Trị trung bình chỉ còn khoảng 100 tay súng. Một đại đội tiêu chuẩn có khoảng 70 đến 200 quân, thì con số này của quân giải phóng tại Quảng Trị trung bình chỉ còn khoảng 30 người. Để chia lửa với các đơn vị bảo vệ thành cổ, phá thế vây ép của Việt Nam Cộng Hòa, Đại tá Nguyễn Sùng Lãm, tư lệnh cánh đông quân giải phóng, đồng thời là tư lệnh sư đoàn 320B, ra lệnh cho các đơn vị dưới quyền tổ chức luồn sâu, đánh mạnh vào sau lưng đối phương, buộc Việt Nam Cộng Hòa phải phân tán lực lượng để đối phó. Đại tá Lê Quang Lưỡng phía Việt Nam Cộng Hòa lập tức quyết định chơi tất tay, tung các lực lượng lính dù dự bị cuối cùng vào chiến đấu. Và điều gì đến cũng phải đến, Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm thành công khu vực Chí Bưu. Đại đội trưởng Trương Đăng Sĩ của Việt Nam Cộng Hòa cho các binh sĩ cảm tử của đại đội dù 51 quyết tâm xung phong lên cắm cờ lần hai. Nhưng cờ vừa được dựng lên, lập tức hỏa lực của trung đoàn 48 quân giải phóng bao gồm đại liên 12 ly 7, B40, B41 và AK47 khai hỏa dữ dội vào cột cờ. Lần này lính dù đã xâm nhập đông hơn trước khá nhiều, tạo nên một trận đấu súng vô cùng ác liệt. Phía Việt Nam Cộng Hòa gọi không quân chi viện, nhưng quá nhỏ là hai máy bay A-37 đã oanh kích nhầm, gây thương vong cho phân nửa lực lượng lính dù tại đây. Cuộc tấn công của các tiểu đoàn dù vào thành cổ Đinh Công Tráng coi như thất bại, buộc phải tạm dừng vào ngày 26 tháng 7 năm 1972. Việc này đồng nghĩa với deadline cuối cùng cho sư đoàn dù để hoàn thành đánh chiếm thị xã Quảng Trị trước ngày 27 tháng 7 là không thể thực hiện được. Cả hai phía đều tổn thất nặng nề về nhân mạng, với hàng ngàn thương vong sau gần một tháng giao chiến căng thẳng. Đặc biệt trong đó, phía quân giải phóng phải trả cái giá rất đắt cho đợt quyết tâm phòng thủ này bởi những cuộc oanh kích pháo kích liên miên của không quân và hải quân Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng Hòa công bố, chỉ tính riêng trong giai đoạn 1 của chiến dịch Lam Sơn 72, với sự yểm trợ đắc lực của không quân, hải quân và pháo binh, quân giải phóng tại các chốt phòng thủ đã tổn thất ít nhất 14.000 binh sĩ. Trong khi Việt Nam Cộng Hòa cho rằng họ chỉ thương vong khoảng 8.500 binh sĩ trong giai đoạn này. Quân giải phóng công bố, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 1972, các đơn vị của họ, bao gồm lực lượng chốt giữ tại thị xã và thành cổ Quảng Trị, cùng lực lượng chi viện bổ sung liên tục từ tuyến sau, đã phải gánh chịu thương vong khoảng 9.800 bộ đội, nhưng đồng thời cũng loại khỏi vòng chiến hơn 10.500 binh sĩ đối phương. Tất nhiên, công bố số liệu của các bên vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi cho đến tận ngày nay.
việc sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa đã quá kiệt quệ, trong khi các mũi tiến công của sư đoàn thủy quân lục chiến mặc dù cũng tổn thất không nhỏ nhưng đã giành được nhiều chiến thắng quan trọng. Thêm nữa, về mặt chiến thuật, tướng Bùi Thế Lân áp dụng xa luân chiến rất hiệu quả. Các tiểu đoàn thủy quân lục chiến từ 1 đến 9 thay phiên nhau lên tuyến đầu chiến đấu rồi lại về sau bổ sung nghỉ ngơi. Nhờ đó thủy quân lục chiến đa phần được bổ sung đều đặn, khả năng chiến đấu không suy giảm quá nhiều. Vì vậy, tướng Ngô Quang Trưởng quyết định chọn phương án thay người. Ông cho dừng cuộc tấn công của sư đoàn dù, chuyển giao lại nhiệm vụ cho sư đoàn thủy quân lục chiến, lệnh cho sư đoàn thủy quân lục chiến bằng mọi giá phải tái chiếm thị xã Quảng Trị với biểu tượng là cổ thành Đinh Công Tráng. Bên phía quân giải phóng, tướng Trần Quý II cũng tận dụng thời cơ, nhanh chóng điều động bổ sung viện binh từ bờ phía bắc sông Thạch Hãn. Giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72 chuẩn bị bắt đầu, báo hiệu một trận tử chiến khủng khiếp bậc nhất chiến tranh Việt Nam diễn ra trong khu vực cổ thành, nơi mà bất kỳ người lính nào đặt dấu chân vào đều sẽ được lịch sử khắc tên. Sau mệnh lệnh của tướng Ngô Quang Trưởng, nhiệm vụ tái chiếm thành cổ Đinh Công Tráng được chuyển giao nhanh chóng từ sư đoàn dù sang sư đoàn thủy quân lục chiến vào ngày 27 tháng 7 năm 1972. Chuẩn tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến lập tức đưa ra kế hoạch tấn công như sau. Mũi thứ nhất, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến với lữ đoàn trưởng là đại tá Ngô Văn Định cùng tiểu đoàn 1 pháo binh thủy quân lục chiến với nghệ danh Lôi Hỏa, thiết đoàn 17 thuộc lữ đoàn 1 kỵ binh, chỉ huy trưởng là trung tá Nguyễn Viết Thạnh và một chi đoàn chiến xa M48 chịu trách nhiệm siết chặt vòng vây khu vực phía Tây Nam sẽ là lực lượng tấn công chính vào cổ thành. Tại bộ chỉ huy của lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến có trên 10 cố vấn quân sự cao cấp Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Gordon Kaiser, chuyên đảm nhiệm thiết lập kế hoạch yểm trợ hỏa lực của không quân và hải quân Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 Thái Bình Dương cùng pháo đài bay B-52 xuất kích từ các sân bay Thái Lan. Mũi thứ hai, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến với lữ đoàn trưởng là trung tá Nguyễn Năng Bảo sử dụng 3 tiểu đoàn tác chiến phối hợp cùng tiểu đoàn 2 pháo binh thủy quân lục chiến phụ trách khu vực phía đông bắc của cổ thành, có nhiệm vụ ngăn chặn viện binh quân giải phóng từ phía bắc. Ngoài ra, lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến làm lực lượng trừ bị tác chiến phối hợp cùng mũi 1 và mũi 2 dưới quyền chỉ huy của đại tá Nguyễn Thế Lương. Tướng Bùi Thế Lân quyết định tiếp tục áp dụng chiến thuật xa luân chiến đang rất thành công. Các tiểu đoàn thủy quân lục chiến từ 1 đến 9 sẽ thay phiên nhau lên tuyến đầu chiến đấu rồi lại lui về phía sau nghỉ ngơi, bổ sung quân số. Và quả thực, chiến thuật này đã tỏ ra rất hiệu quả trong suốt quá trình chiến đấu. Cuộc phản công tái chiếm thành cổ Quảng Trị của sư đoàn thủy quân lục chiến bản chất chính là giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72, cơ bản gồm 3 đợt tiến công. Đợt tiến công thứ nhất của sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ Quảng Trị bắt đầu từ sáng ngày 27 tháng 7. Tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến với nghệ danh Sói Biển tiến vào thế chân các đơn vị của tiểu đoàn 5 dù ở phía nam cổ thành, cách tường thành khoảng hơn 200m. Tuy nhiên, khi tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến tiến lên, họ cũng gặp phải hỏa lực đáp trả dữ dội của quân giải phóng, không khác gì sự căng thẳng mà tiểu đoàn 5 dù từng phải gánh chịu trước đó. Ngày 5 tháng 8, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 48 quân giải phóng cùng một số đơn vị bộ đội địa phương đã tập kích diệt một đại đội Việt Nam Cộng Hòa ở Hạnh Hoa, đánh thiệt hại 3 đại đội khác, bắn cháy 5 xe tăng. Suốt 2 tuần giao tranh từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 1972, tiểu đoàn 3 Sói Biển với tỷ lệ thương vong lên tới gần 60%, hơn 400 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến trên tổng số 700 binh sĩ tham chiến đã buộc phải rút về tuyến sau gần bộ chỉ huy của lữ đoàn 258 ở Cù Hoan để dưỡng quân và tái bổ sung lực lượng. Tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến với nghệ danh Ó Biển tiến vào thay thế. Lúc này trận chiến diễn ra trong mùa mưa khiến cho những người lính quân giải phóng phải chiến đấu trong điều kiện rất khó khăn khi màn đêm buông xuống. Bên ngoài là bóng đêm và hỏa lực của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Bên trong là những căn hầm ngập nước khiến các vết thương có tỷ lệ nhiễm trùng rất cao. Giao tranh diễn ra dữ dội đến mức nhiều trận địa có tới 3 lớp người chết, bao gồm xác bộ đội quân giải phóng, xác binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa và cả xác những cố vấn quân sự Hoa Kỳ trực tiếp tại thành cổ Quảng Trị. Suốt từ ngày 10 tháng 8 trở đi là hơn 2 tuần giao chiến vô cùng thảm khốc. Không khí chiến trường trở nên rất ngột ngạt và căng thẳng bởi cả hai bên đều giao tranh với tinh thần không khoan nhượng. Trong ngày 13 tháng 8, một sở chỉ huy của quân giải phóng ở gần cổng Tây của cổ thành đã bị máy bay B-52 ném bom, san phẳng cùng với bức tường thành cao hơn 4m, khiến phần lớn bộ đội phòng thủ tại đây đều tử trận. Giữa tháng 8 năm 1972, Bộ Tư lệnh B-5 quân giải phóng quyết định giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 325 chỉ huy các lực lượng phòng thủ thành cổ Quảng Trị.
Giai đoạn này gần tường thành có một căn hầm bê tông cốt thép rất kiên cố, sâu và dài do phía Liên Quân xây dựng từ trước để dùng cho các cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Khi quân giải phóng chiếm được thành cổ, căn hầm được sử dụng làm sở chỉ huy tạm thời cho tiểu đoàn 3 quân giải phóng. Trong những ngày mưa bom bão đạn, một quả bom laser của Hoa Kỳ đã đánh trúng vị trí, làm sập và bịt mất cửa hầm, khiến 7 bộ đội bị kẹt bên dưới. Khi hầm đã sập, nếu bên trên mặt đất nói to thì bên dưới vẫn nghe thấy. Nhưng vì lớp bê tông bịt nắp hầm quá dày và kiên cố, bên trên thì chiến trường ác liệt nên không có cách nào cứu hộ được. Đồng đội chỉ biết gọi tên nhau, bất lực nhìn thấy trước số phận. Có lẽ chỉ trong một vài ngày tới, căn hầm này sẽ là điểm dừng cuối cùng trong cuộc đời 7 người lính đó. Ở dưới hầm tăm tối, thiếu dưỡng khí, không thức ăn, không nước uống, những người lính quân giải phóng mệt lả dần, chỉ có thể điện ra ngoài bằng máy vô tuyến. Ở phía trên mặt đất, nhiều chốt thất thủ khiến đồng đội buộc phải rút lui vì thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đánh quá rát. Suốt 7 ngày sau đó, lương thực cạn kiệt, cái chết đã đến với họ rất từ từ vì đói và khát. Và trong bóng đêm dày đặc ấy, có lẽ họ đã nói với nhau rất nhiều về gia đình, về cuộc sống, về những hạnh phúc giản dị, những dự định khi chiến tranh kết thúc và từng người lịm dần đi. Trong bức điện cuối cùng, những người lính dưới hầm với chút sức lực còn lại đã cố gắng thông báo rằng địch đang tiến vào trận địa với quân số rất đông. Chúng tôi nghe rất rõ tiếng bước chân di chuyển trên nóc hầm của chúng tôi, nghe được tiếng nói chuyện. Các đồng chí hãy dùng pháo bắn cấp tập, hãy nhanh chóng bắn thẳng vào tọa độ hầm của chúng tôi để tiêu diệt địch. Xin gửi lời chào chiến thắng và xin vĩnh biệt tất cả. Sau loạt đạn pháo hạ gục số lượng lớn binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tiến vào, thì có lẽ đó cũng là những giây phút cuối cùng của nhóm bộ đội quân giải phóng dưới hầm. Mãi sau này, khoảng giữa năm 1999, khi thi công đào cống thoát nước, trùng tu di tích thành cổ Quảng Trị bằng phương tiện cơ giới hiện đại, một số công nhân đã phát hiện ra một hầm ngầm rất kiên cố, với nắp bê tông cốt thép dày tới hơn 30cm, bị sập từ lâu. Khi các tấm bê tông được khoan cắt và cẩu lên, người ta phát hiện có tới 7 bộ hài cốt còn nguyên vẹn, nằm rải rác ở bên dưới. Dựa vào những di vật còn sót lại, bao gồm sổ công tác, hai lá thư và vài bức ảnh, người ta xác định được 7 bộ đội bao gồm một chính trị viên phó tiểu đoàn, một cán bộ tham mưu tiểu đoàn, 3 công binh và 2 chiến sĩ liên lạc. Ngày 23 tháng 8, chỉ với vài chục tay súng, lực lượng quân giải phóng ở phía cổng Tây của thành cổ đã chiến đấu kiên cường đẩy lùi một đại đội thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Trong đêm ngày 24 tháng 8, một phân đội đặc công thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng đã luồn sâu đột kích một sở chỉ huy thủy quân lục chiến cấp tiểu đoàn tại An Lưu, tiêu diệt hơn 80 lính thủy quân lục chiến, bắn cháy 2 xe tăng, 2 nhà bạt, phá hủy một trận địa súng cối. Lúc này, để tồn tại tránh bị phát hiện, phía quân giải phóng đã có một quyết định táo bạo, đó là chọn khu vực Cao Hy, cách Đông Hà khoảng 15 km, trên một bãi chiến trường bị bom B-52 cày tan nát, để làm căn cứ cho sở chỉ huy tác chiến của sư đoàn 325. Và quả thực giải pháp này đã khiến phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa mãi về sau vẫn không thể tin được. Bên cạnh đó, sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo bảo vệ thành cổ của quân giải phóng ở ngay sát mép sông dưới một căn hầm rượu đổ nát của dinh tỉnh trưởng, với sắt, gỗ và gạch đá đổ ngổn ngang, bao phủ cả khu hầm dày tới 5m, vô tình lại trở thành một căn hầm chống bom đạn rất kiên cố. Quân giải phóng đã cải tạo khu hầm, chia thành 3 ngăn, có giao thông hào chạy ra bên ngoài, một ngăn làm khu phẫu thuật, một ngăn cho thông tin trinh sát, một ngăn cho chỉ huy và trực ban tác chiến. Hầm dinh tỉnh trưởng cũng là nơi quân giải phóng tập trung thương binh trước khi vận chuyển khỏi chiến trường. Cửa hầm được mạnh tay trang bị trung liên và B-41 để phòng thủ. Không lực Hoa Kỳ hàng ngày soi tìm, nhưng do quân giải phóng ngụy trang kín đáo, các hoạt động ban ngày được bảo mật cao, kết hợp nấu cơm vào các khung giờ không quân oanh tạc để khói bếp hòa lẫn vào khói bom đạn, nên Hoa Kỳ tìm mọi cách mà vẫn không phát hiện được mục tiêu sở chỉ huy. Tại bến vượt qua sông Thạch Hãn, còn có tên là bến vượt Nhan Biều, là nơi tiếp đạn, vận tải lương thực, nơi bộ đội tập kết để vượt sông vào chiến đấu trong thành cổ, và là nơi thương binh từ trong thành cổ chuyển qua sông đưa về tuyến sau cấp cứu điều trị.
Khúc sông ở bến vượt Nhan Biều chính là nguồn tiếp vận duy nhất của quân giải phóng trong thành cổ khi chiếc cầu sắt đã bị không quân Hoa Kỳ phá hủy. Tuy nhiên, do hỏa lực bờ bắc sông Thạch Hãn của quân giải phóng rất mạnh, khiến phía Liên quân không thể tiếp cận bằng bộ binh mà phải sử dụng pháo hạng nặng và máy bay ném bom tầm xa để tấn công theo tọa độ. Vì vậy, bến vượt Nhan Biều đã trở thành túi bom của máy bay B-52, hỏa lực pháo mặt đất và cả hỏa lực pháo hạm tàu chiến từ ngoài khơi bắn vào. Hỏa lực vãi đạn đến mức mặt sông luôn trong tình trạng sủi bọt đục ngầu, thậm chí có lúc vỡ toác đến trơ đáy. Với bom đạn quá khủng khiếp như vậy, nên giai đoạn này viện binh quân giải phóng tiếp tế cho thành cổ đã phải gánh chịu thương vong lên tới 40% quân số ngay từ bờ bắc sông Thạch Hãn, tức là còn chưa kịp qua sông. Mỗi đêm trung bình quân giải phóng chỉ chi viện được khoảng 40 đến 50 bộ đội vào thành cổ. Dẫu vậy, đến cuối tháng 8, một lượng nhỏ quà chuẩn bị cho quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn được chuyển vào tới chiến trường. Do áp lực từ phía Liên quân, các tuyến phòng thủ trong thành cổ bị bom đạn tàn phá liên tục. Tân binh tăng cường thậm chí không đủ bù đắp số thương vong. Tại bến vượt sông Thạch Hãn, nhiều thương binh của quân giải phóng đã thiệt mạng bởi bom và pháo kích ngay khi đang được vận chuyển về tuyến sau. Có những thời điểm, cả một đại đội quân giải phóng đã phải gánh chịu thương vong gần như toàn bộ. Lực lượng quân giải phóng tại thành cổ chiến đấu trong vòng vây ngày càng thít chặt của đối phương, trận địa chao đảo vì bom đạn, chỉ sống bằng lương khô và nước lã, bắn dè sẻn từng viên đạn. Thế trận lúc này thực sự đang nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa khi họ kiểm soát được cả ba mặt của thành cổ, đồng thời kiểm soát hoàn toàn trên không. Mặc dù vậy, tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa sau nhiều đợt đột kích vào cổ thành đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề, buộc phải rút ra. Lập tức tiểu đoàn 3 sói biển sau khi được tái thiết lại tiến vào thay thế, đấu súng quyết liệt với các chốt của quân giải phóng, mục tiêu mở rộng khu vực kiểm soát tới chân tường thành. Cũng trong đợt 1 này, các đại đội thuộc tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ thay phiên nhau ồ ạt tấn công, nhổ các chốt của quân giải phóng tại khu vực ngã ba Long Hưng, khu bệnh viện, trường Bồ Đề, sát bờ sông Thạch Hãn và dọc theo con đường Trần Hưng Đạo, một trong những con đường huyết mạch dẫn vào thị xã Quảng Trị. Để đáp trả, quân giải phóng sử dụng phương án ban ngày phòng thủ, nhưng cứ đêm xuống thì lập tức tổ chức tập kích đối phương tại hàng loạt địa điểm như Chí Bưu, chùa Bà Năm, bờ sông Thạch Hãn, khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa gặp khó khăn không thể tiến lên được. Vào cuối tháng 8 năm 1972, hỏa lực của Việt Nam Cộng Hòa lại tiếp tục được Hoa Kỳ viện trợ bổ sung mạnh tay, trong khi viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đang chậm tiến độ vì tuyến đường bộ bị Trung Quốc cố tình gây khó khăn. Mặc dù vậy, thế trận vẫn đang vô cùng khốc liệt, chưa thể phân thắng bại, hai bên phải gồng mình giành giật nhau từng mét đất. Đến lúc này, tổn thất của tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ là rất nặng nề, với số thương vong lên tới ít nhất trên 300 binh sĩ, tức là gần một nửa quân số. Sau đó tiểu đoàn 1 Quái Điểu tiến lên thay thế, tiểu đoàn 9 rút về khu vực Gia Đằng để dưỡng quân, bổ sung lực lượng và tái trang bị. Mặc dù thiệt hại nặng nhưng thủy quân lục chiến đã nhổ được khá nhiều chốt và cũng đã gây tổn thất rất lớn cho quân giải phóng. Đường vào thị xã Quảng Trị và cổ thành Đinh Công Tráng dần được mở rộng hơn. Tuy vậy, những căng thẳng tại đây dường như thực sự mới chỉ bắt đầu. Đợt tiến công thứ hai của sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ Quảng Trị bắt đầu từ ngày 29 tháng 8 năm 1972. Việt Nam Cộng Hòa quyết định tăng cường cho mũi tấn công chính vào cổ thành với 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến 1, 3, 5, 6 và 8. Mục tiêu của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa là tiêu diệt tất cả các chốt của quân giải phóng, giành lại những cơ sở hành chính trong thị xã, làm tiền đề chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, đó là tấn công tái chiếm cổ thành Đinh Công Tráng. Đại tá Ngô Văn Định phân công cho các tiểu đoàn như sau. Tiểu đoàn 1 thay thế tiểu đoàn 9 sẽ từ khu bệnh viện tấn công lên phía Bắc, chiếm lại ti cảnh sát, nhà máy điện, trường tiểu học và khu doanh trại cảnh sát dã chiến. Tiểu đoàn 3 thay thế tiểu đoàn 8 tiếp tục chiếm giữ phía đông nam cổ thành. Tiểu đoàn 5 chịu trách nhiệm khu đông nam của ngã ba Long Hưng. Tiểu đoàn 6 chịu trách nhiệm càn quét phía bắc ngã ba Long Hưng, bao vây phía tây nam cổ thành. Tiểu đoàn 8 sau khi bàn giao khu vực cho tiểu đoàn 3 được lệnh rút về phía sau dưỡng quân, trở thành lực lượng trừ bị. Trong hơn 10 ngày chiến đấu liên tục của đợt 2, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, các tiểu đoàn thủy quân lục chiến luôn gặp sự đáp trả rất dữ dội của quân giải phóng. Những cuộc đấu súng khét lẹt diễn ra suốt ngày đêm bên trong thị xã Quảng Trị.
Chiến thuật tác chiến trong thành phố từng được cả hai phía áp dụng nhuần nhuyễn tại Huế và Sài Gòn trong trận Tết Mậu Thân năm 1968 đã lại được cả quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đem ra sử dụng lại một lần nữa. Từng khu phố, từng con đường, từng ngôi nhà bị giành giật không khoan nhượng bằng những trận đánh cận chiến. Ngày 4 tháng 9 năm 1972, một lực lượng của Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308 quân giải phóng tổn thất quá nặng tại tuyến phòng thủ Thạch Hãn Tây và khu giáp sông thuộc thôn Đệ Ngũ, Trường Bồ Đề, buộc phải rút lui khiến sườn phía Tây Nam của quân giải phóng bị hở. Một số thành viên Trung đoàn 88, trong đó có cả Trung đoàn phó bị thương, phải tạt tạm vào sở chỉ huy Thành Cổ. Bộ chỉ huy quyết định tổ chức đưa số bị thương này vượt sông rút về hậu phương. Việc hở sườn buộc Sư đoàn 325 quân giải phóng phải sử dụng một bộ phận của Tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 18 và Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 95 ra chiến đấu ở khu vực đó, thay thế các đơn vị Trung đoàn 88 để giữ sườn phía Tây Nam. Từ chiều ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 1972, trời mưa to khiến nước sông Thạch Hãn lên nhanh, chảy xiết, ảnh hưởng lớn đến tăng viện của quân giải phóng. Có đêm có tới hàng chục bộ đội tử nạn do bị trôi giạt trong quá trình vượt sông. Công sự chiến đấu bị mưa lớn gây sụt lở nhiều, khiến bộ đội quân giải phóng phải phòng thủ trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Tuy vậy, đêm đến họ thậm chí vẫn nỗ lực tổ chức các đợt phản kích, vì biết rằng nếu chỉ phòng thủ đơn thuần không có phản công thì thế trận sẽ đi xuống rất nhanh. Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 95 quân giải phóng tập kích khu Tam Giác Thạch Hãn, chiếm một số công sự của Việt Nam Cộng Hòa, giúp cải thiện phần nào thế phòng thủ ở đó. Tiểu đoàn đặc công Tiền Phương phối hợp với đại đội đặc công của Sư đoàn 325 tiến đánh khu quận lỵ Mai Lĩnh nhưng bị đánh bại bởi lực lượng thủy quân lục chiến rất tinh nhuệ đang chốt giữ tại đây. Ngày 7 tháng 9 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến công đợt thứ 6, mở đầu bằng đòn tập kích hỏa lực mang tên Phong Lôi 2. Hải quân và không quân Hoa Kỳ phối hợp với pháo binh Việt Nam Cộng Hòa bắn suốt 48 giờ liền vào tất cả các trận địa của quân giải phóng, tập trung cao độ khu vực thành cổ, các bến vượt sông, các tuyến đường tiếp vận phía quân giải phóng. Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ giải thảm ở tả ngạn sông Thạch Hãn, cày tan nát các trận địa pháo của đối phương, quyết làm cỏ khu vực Nhan Biều, Ái Tử. Đêm ngày 7 tháng 9, một lực lượng thuộc Trung đoàn 48 quân giải phóng tập kích khu Hạnh Hoa, chiếm một số công sự, cải thiện thế phòng thủ tại Chí Bưu. Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 95 quân giải phóng tập kích chiếm lại khu nhà thờ Tin Lành từ tay thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tiểu đoàn 5 quân giải phóng gặp thương vong lớn, ngay cả tiểu đoàn trưởng cũng tử trận. Sáng ngày 9 tháng 9 năm 1972, Lữ đoàn 147 và 258 thủy quân lục chiến nhận lệnh khởi động cuộc tấn công lớn, đánh cấp tập từ 3 hướng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tập trung xe tăng, xe thiết giáp, súng phun lửa, quyết tái chiếm thành cổ. Song song với đó, một lực lượng khác phía Việt Nam Cộng Hòa tiến công khu La Vang, Tích Tường, Như Lệ để chặn Sư đoàn 308 quân giải phóng phản kích từ hướng này. Liên đoàn 1 Viễn Đông quân Việt Nam Cộng Hòa cũng tiến công Bích Khê, Nại Cửu để chặn Sư đoàn 320 quân giải phóng hoạt động ở phía bắc sông Vĩnh Định. Lúc này, bên phía quân giải phóng, tiểu đoàn địa phương K8 được lệnh ém quân chờ bên ngoài thành cổ, củng cố lại đội hình. Phía trong cổ thành, nhiều trận phản kích ác liệt của bộ đội quân giải phóng diễn ra ngay ở khu vực chân tường thành đã đánh bật nhiều mũi tiến công vũ bão của các đơn vị thủy quân lục chiến. Chiều ngày 9 tháng 9, một trung đội Việt Nam Cộng Hòa lọt vào thành cổ, bị tiểu đoàn địa phương K3 quân giải phóng phản kích dữ dội, thương vong gần một nửa quân số, phải rút lui, để lại 11 xác binh sĩ tử trận. Cũng trong ngày hôm đó, tại khu Hạnh Hoa, quân giải phóng diệt một đại đội, đánh thiệt hại nặng một đại đội khác thuộc Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến, bắn cháy 5 xe thiết giáp. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chóng vánh tại khu vực này, quân giải phóng cũng đã phải gánh chịu thương vong lên tới ít nhất trên 30 bộ đội. Cùng thời gian đó, tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 95 quân giải phóng đánh chặn 3 tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở khu Tin Lành. Hai bên giành đi giật lại từng công sự rất quyết liệt. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại gần một đại đội, nhưng cuối cùng cũng đã chiếm lại được khu Mỹ Tây. Quân giải phóng bị đánh bại tại các chốt này, thương vong lên tới trên 40 bộ đội, tổn thất một súng cối 82 ly, một súng máy 12 ly 7, một đại liên, một khẩu B-40 và một khẩu B-41. Trong tình trạng hàng tiếp viện vô cùng khan hiếm thì đó là những mất mát vũ khí rất lớn đối với quân giải phóng. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không hề đơn giản đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Đến tối ngày 9 tháng 9, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 95 quân giải phóng bất ngờ tập kích dữ dội, chiếm lại thành công khu Mỹ Tây, đẩy các đơn vị thủy quân lục chiến lùi về phía Nam. Cũng trong tối hôm đó, tiểu đoàn địa phương K8 sau khi được củng cố đã tiến vào cổ thành, bổ sung lực lượng cho các đơn vị đang chiến đấu bên trong. Pháo binh quân giải phóng đóng ở bên ngoài thị xã gây tổn thất nặng nề cho thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, không quân Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa cũng đã khiến quân giải phóng phải gánh chịu những mất mát vô cùng khủng khiếp. Tính đến tối ngày 9 tháng 9, tức là cuối đợt tiến công thứ hai của sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ, các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đã hoàn tất việc tiến sát vào bờ thành của cổ thành Đinh Công Tráng, đẩy lùi quân giải phóng vào sâu bên trong, đội hình bị băm nát ở nhiều khu vực. Trung đoàn 27 Triệu Hải và trung đoàn 48 Thạch Hãn lúc này lực đã gần cạn, tình hình thực sự trở nên vô cùng cấp bách đối với những người cộng sản. Nhận thấy tình thế quân giải phóng ngày càng khó khăn và kiệt quệ, tướng Bùi Thế Lân quyết định phải chớp lấy thời cơ. Đêm ngày 9 tháng 9 năm 1972, đợt tiến công thứ 3 của sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ là đợt cuối cùng và cũng là đợt tiến công mệt mỏi nhất của chiến dịch Lam Sơn 72 chính thức đã bắt đầu. Trong suốt 3 ngày đêm liên tục, cả hai phía đều tổ chức các đợt tấn công và phản công rất thảm khốc nhằm giành giật từng mét đất cùng với mục tiêu đánh hao tổn lượng lớn nhất có thể sinh lực của đối phương. Chỉ riêng trong ngày 10 tháng 9, hơn 400 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận cùng ít nhất 5 xe tăng bị bắn cháy. Trong khi đó, quân giải phóng cũng tổn thất tới hơn 300 bộ đội và mất toàn bộ các chốt tại Mỹ Tây và khu trại giam. Tuy nhiên, càng đánh theo lối đánh bào mòn thì quân giải phóng càng lâm vào tình trạng kiệt quệ. Do đến giai đoạn này, việc tiếp viện về quân số, trang bị và lương thực vào cổ thành đã gần như bất khả thi. Suốt nhiều ngày liền, quân giải phóng chỉ tăng viện được 200 tân binh từ bờ bắc sông Thạch Hãn. Trong khi đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có thêm 2 đợt tăng cường viện binh lớn từ thành phố Huế. Nhận thấy đây chính là thời điểm chín muồi, chuẩn tướng Bùi Thế Lân hạ lệnh siết chặt vòng vây, đột kích cổ thành Đinh Công Tráng từ hai hướng. Hướng Đông Bắc sử dụng chủ lực là Lữ đoàn 147, hướng Tây Nam có nòng cốt là Lữ đoàn 258. Lữ đoàn 369 chia lực lượng ra để hỗ trợ hai hướng nói trên, đồng thời tấn công theo hướng Đông Nam. Đối với Lữ đoàn 147 và một bộ phận của Lữ đoàn 369 Việt Nam Cộng Hòa phụ trách tấn công từ hướng Đông Bắc, mục tiêu chính của họ là vượt qua tường thành, tiêu diệt các chốt quân giải phóng đang quyết tâm tử thủ tại đây. Lực lượng Sư đoàn 325 quân giải phóng gồm Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 95 và Tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 18 chiến đấu quyết liệt, giằng co với đối phương từng khu vực, từng mảnh vườn, từng góc tường. Phần lớn cổ thành Đinh Công Tráng trong tình trạng đổ nát đến kinh hoàng vì bom đạn. Riêng trong ngày 13 tháng 9, tổng thương vong của cả hai phía lên tới gần 200 binh sĩ. Với sự chi viện tối đa của không quân, pháo binh, súng phun lửa và xe tăng, các đơn vị thủy quân lục chiến của Lữ đoàn 147 đã đồng loạt xung phong, áp sát chân tường thành, tập kích sở chỉ huy Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 48 quân giải phóng và nhanh chóng chiếm một góc ở khu đông bắc của cổ thành Đinh Công Tráng. Tiểu đoàn địa phương K8 và Tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn 48 Thạch Hãn, mặc dù vừa mới vào đã phải chịu tổn thất rất nặng. Lực lượng tiếp viện bổ sung của Trung đoàn 18 quân giải phóng vẫn chưa thể vượt sông vào cổ thành vì B-52 oanh tạc quá khủng khiếp. Bị tấn công cả ba mặt, viện binh lại không thể nào bổ sung được nên sức kháng cự của quân giải phóng trong thành cổ tại hướng Đông Bắc cứ thế sút kém dần. Về phần Lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa, với sự hỗ trợ của một số đơn vị thuộc Lữ đoàn 369, có hai cụm mục tiêu chính. Thứ nhất là dinh tỉnh trưởng, mã mục tiêu là MT-90 và tòa hành chính, mã mục tiêu là MT-28, được giao cho Tiểu đoàn 2 Châu Điên do Thiếu tá Trần Văn Hợp là tiểu đoàn trưởng. Thứ hai là toàn bộ khu vực tường thành phía Tây Nam và phía Nam, giao cho Tiểu đoàn 3 Sói Biển và Tiểu đoàn 6 Thần Ưng phụ trách. Tại hướng Tây, từ ngày 12 tháng 9, Tiểu đoàn 2 Châu Điên với sự yểm trợ của lực lượng xe tăng M-48 liên tục tấn công rút ngắn khoảng cách về phía chân thành cổ. Tuy nhiên, tốc độ không thể tiến nhanh do họ được quân giải phóng tiếp đón bằng những trận pháo kích 130mm vô cùng dữ dội.
Ở chiều hướng ngược lại, pháo 9mm trên xe tăng M48 Việt Nam Cộng Hòa tỏ ra rất hiệu quả trong việc khoan thủng các chốt của quân giải phóng. Rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 1972, đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2 Châu Điên mở cuộc tấn công vào khu vực chợ Quảng Trị, kéo dài ra đến bờ sông. Hai bên quần thảo nhau quanh các đống bê tông đổ nát mà quân giải phóng đã biến thành các điểm kháng cự. Cuối cùng, các binh sĩ thủy quân lục chiến cũng đã chiếm được mục tiêu, sau đó khai triển đội hình tiến về phía dinh tỉnh trưởng, nơi một đại đội quân giải phóng đang trấn thủ. Tình hình trở nên cấp bách, vì vậy đến 23 giờ đêm ngày 13 tháng 9, Bộ Tư lệnh B5 quân giải phóng lệnh cho chỉ huy trưởng lực lượng phòng thủ thành cổ là đại tá Nguyễn Việt ra ngay bến vượt Nhan Biều để họp phương án tổ chức lực lượng còn lại của trung đoàn 18 vào phản kích trong thành cổ. Một mũi nhọn khác của tiểu đoàn 2 Châu Điên với chủ lực là đại đội 4 tiến đánh các chốt dọc theo hai bên đường Phan Đình Phùng. Mặc dù gặp tổn thất lớn, đại đội 4 đã tiêu diệt được hàng loạt cứ điểm và bắt được một số tù binh quân giải phóng. Qua khai thác tù binh, đại úy Lê Quang Liễn, đại đội trưởng đại đội 4 đã nắm được thông tin những tù binh này thuộc một đơn vị của sư đoàn 320B quân giải phóng vừa vượt sông Thạch Hãn đêm hôm trước để tăng viện cho lực lượng đang tử thủ trong thị xã Quảng Trị. Sau khi nắm chắc tình hình cũng như đã thanh toán xong các mục tiêu trọng yếu, đến đêm ngày 14 tháng 9 năm 1972, với sự hỗ trợ của xe tăng M48 và xe thiết giáp M113 có trang bị súng phun lửa, tiểu đoàn 2 Châu Điên nhanh chóng tiến về phía hai mục tiêu quan trọng nhất của họ, đó là dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính, nơi một trung đoàn quân giải phóng đặt bộ chỉ huy. Hai đại đội đi đầu của tiểu đoàn 2 Châu Điên là đại đội 4 và 5 đã cùng tiến song song nhằm tương trợ lẫn nhau, đồng thời giúp phân tán hỏa lực quân giải phóng. Nước sông Thạch Hãn lúc đó dâng cao vì giải đất miền Trung Việt Nam đang trong mùa bão lũ với ảnh hưởng của cơn bão Flossie, một cơn bão trong mùa mưa bão Thái Bình Dương kéo dài từ mùng 9 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 1972. Bầu trời Quảng Trị u ám, trần mây thấp càng tô đậm thêm không khí đau thương tang tóc của nơi này. Khu vực thành cổ lúc đó đang bị tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến hoàn toàn áp chế, nên tiểu đoàn 2 Châu Điên khi tiến đánh dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính thì họ có lợi thế không bị hỏa lực quân giải phóng uy hiếp từ bên phải theo trục tiến quân. Tuy nhiên, họ lại gặp sự chống trả mãnh liệt của các chốt quân giải phóng theo hướng trực diện. Địa hình trước mặt, bên kia đường hướng về dinh tỉnh trưởng là những đống gạch đổ nát, những gốc cây đã gãy gập và trận địa của quân giải phóng nằm ở phía sau. Tiếng AK-47 nghe chát chúa cùng hỏa lực B-40, B-41 chống chiến xa liên tiếp khai hỏa tại ngã tư đường Trần Cao Vân và đường Phan Đình Phùng. Hòa trộn với đó là âm thanh khét lẹt của M-16, M-79 và đại liên M-60. Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngày 15 tháng 9 năm 1972, bụi đất cùng khói thuốc súng làm mịt mù trận địa, hỏa lực của quân giải phóng yếu dần. Đại đội 4 Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng thiết giáp M113 không để lỡ thời cơ, nhanh chóng tấn công tràn ngập vào các vị trí dọc đường Trần Hưng Đạo, vị trí bảo vệ tuyến ngoài quanh dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính tỉnh Quảng Trị. Tại chốt cố thủ của bộ đội quân giải phóng, sát khuôn viên dinh tỉnh trưởng, Thiếu úy Lê Viết Thắng, quê ở Quảng Bình, mới cưới vợ được 20 ngày trong biên chế Trung đoàn 48 Thạch Hãn thuộc Sư đoàn 320B, chỉ huy một nhóm bộ đội vừa được tăng viện, đã chiến đấu ngã xuống đến những người cuối cùng khi đối đầu với các tiểu đội đột kích thủy quân lục chiến. Phía Việt Nam Cộng Hòa thu được một khẩu B-40, một đại liên 12 ly 7 và một số súng cá nhân tại chốt này. Mặc dù chiến đấu vô cùng kiên cường tại dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính, nhưng lực lượng bộ binh quân giải phóng liên tiếp bị áp chế bởi sức mạnh của tăng thiết giáp và những đợt xung phong rất quyết tâm của các binh sĩ tiểu đoàn 2 Châu Điên. Ở hướng Nam, ngay từ tối ngày 13 tháng 9 năm 1972, tiểu đoàn 3 Sói Biển với thiếu tá Nguyễn Văn Cảnh làm tiểu đoàn trưởng nhận lệnh xuất kích, dẫn đầu là đại đội 2 của đại úy Giang Văn Nhân và đại đội 3 của đại úy Nguyễn Văn Thạch, mục tiêu bằng mọi giá phải phá vỡ phòng tuyến quân giải phóng tại cửa trích phía đông nam của cổ thành. Đúng 24 giờ đêm ngày 13 tháng 9, không quân Hoa Kỳ ngừng thả pháo sáng. Mục tiêu của tiểu đoàn 3 Sói Biển lúc đó là phải lợi dụng bóng đêm, âm thầm bò tới, vượt qua bờ hào sâu lởm chởm gạch đá để tiếp cận chân tường thành đổ nát, tung lựu đạn ồ ạt rồi leo lên chiếm giữ, bám chặt vị trí. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 9, khi đại đội 2 và 3 của tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến bám được tới chân thành, ngay lập tức quân giải phóng đã phát hiện, khai hỏa dữ dội. Hai đại đội đi đầu không có đường lùi vì bị kẹt trong hàng rào hỏa lực của pháo và súng cối. Chỉ có một đường sống duy nhất là bám sát vào chân thành. Đại úy Giang Văn Nhân, đại đội trưởng đại đội 2 và đại úy Nguyễn Văn Thạch, đại đội trưởng đại đội 3 đồng loạt hạ lệnh xung phong cảm tử. Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa lập tức ồ ạt tấn công, mục tiêu tràn lên bờ thành bằng mọi giá.
Trong lúc đó, ở cánh trái theo hướng tấn công của tiểu đoàn 3 Sói Biển chính là các đơn vị của tiểu đoàn 6 Thần Ưng do Trung tá Đỗ Hữu Tùng làm tiểu đoàn trưởng đang bao vây ở cổng phía tây nam của cổ thành. Một đại đội của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến do Đại úy Định chỉ huy cũng đã bò vào đến chân thành. Nghe tiếng súng nổ và tiếng xung phong của tiểu đoàn 3 bên cánh phải, Đại úy Định cũng lập tức hạ lệnh xung phong. Với hàng loạt trận giao chiến ác liệt, sức kháng cự của bộ đội quân giải phóng cạn kiệt dần, phần nhiều bị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa hạ gục bằng lựu đạn, số còn lại buộc phải rút khỏi các chốt trên tường thành. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972, quân giải phóng lâm vào tình trạng nguy kịch ở mọi phía. Ngay từ rạng sáng hôm đó, sau 24 giờ đọ súng không ngừng nghỉ, xương máu hai bên đổ xuống để giành giật nhau từng mét đất. Toàn bộ tường thành phía Nam và Tây Nam đã bám đầy lính của tiểu đoàn 3 Sói Biển cùng tiểu đoàn 6 Thần Ưng. Quân giải phóng bị đánh bật vào sâu trong nội thành. Các binh sĩ thủy quân lục chiến đã dựng thành công lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên bức tường đổ nát. Đến 8 giờ 30 sáng, tại hướng Tây, dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính đều thất thủ. Những người lính quân giải phóng còn sót lại phải rút về phía sông Thạch Hãn. Tòa nhà dinh tỉnh trưởng lúc này trong trạng thái hoang tàn đổ nát, chỉ còn tầng trệt chưa sập, phải khom người mới có thể đi vào. Còn tòa hành chính hầu như cũng bị san bằng. Phía bên trong dinh, không gian thiếu thốn đủ bề, thậm chí bộ đội quân giải phóng đã phải đi vệ sinh ngay trên sàn, cạnh khu vực chiến đấu, vì tác chiến không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, khiến cho môi trường sống thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu chưa từng trải qua, đủ thấy sự cùng cực đến tột độ tại Quảng Trị, nơi mà những người lính phải gánh chịu trong suốt mùa hè đầy máu và lửa năm 1972. Trận đánh này, tiểu đoàn 2 Châu Điên tuyên bố đã thu giữ một kho vũ khí với hơn 200 súng cá nhân cùng đạn dược đủ loại, 40 thùng lương khô, 13 máy truyền tin và bắt sống 18 tù binh quân giải phóng. Hơn 30 xác bộ đội còn nằm rải rác quanh khu hầm rượu và khu vực gần bờ sông Thạch Hãn, cùng với đó là các hố chôn tập thể với hàng chục xác chết. Việt Nam Cộng Hòa cho rằng đó là xác những người lính quân giải phóng tử trận. Đến cuối buổi sáng ngày 15 tháng 9, nhiều chốt phía đông bắc của quân giải phóng cũng liên tiếp báo tin thất thủ trước sức ép khủng khiếp từ lữ đoàn 147. Lúc này, cuộc chiến bên trong thành cổ vẫn chưa hề kết thúc. Đại úy Nguyễn Văn Thạch, đại đội trưởng đại đội 3 thủy quân lục chiến thuộc tiểu đoàn 3 Sói Biển đang đứng trên bờ thành quan sát, nhận thấy đã kiểm soát được các căn hầm khu nhà tù và nhiều vị trí khác trong nội thành. Lúc này không thể sử dụng pháo binh vì khoảng cách quá gần, nên phía Việt Nam Cộng Hòa quyết định sử dụng súng chống tăng M72 và lựu đạn, tiếp tục tổ chức tấn công, mục tiêu là các miệng hầm, nơi quân giải phóng vẫn còn đang trấn thủ. Lực lượng quân giải phóng mỏng dần, trong tình trạng rất khó khăn, các chốt liên tục bị đánh bại, phải rút dần về cổng thành phía Tây Bắc, gần sông Thạch Hãn. Chiều ngày 15 tháng 9, phần lớn cổ thành Đinh Công Tráng đã nằm trong quyền kiểm soát của Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Tường thành cao trung bình 4m, có những đoạn tháp kiên cố cao tới 9m, dưới chân dày đến 12m. Tất cả đều bị bom và đạn pháo cày tan nát, giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn, không khác gì một phế tích, minh chứng cho những trang sử tàn khốc nhất trên mảnh đất này. Đến đêm ngày 15 tháng 9 năm 1972, quân giải phóng pháo kích dữ dội vào đội hình của hai tiểu đoàn 3 và 6 thủy quân lục chiến để yểm trợ cho các đơn vị bộ đội còn lại đang cố thủ trong thành, nhưng không mang lại nhiều kết quả. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt xung phong. Những tổ kháng cự cuối cùng của quân giải phóng đã chống trả mạnh mẽ, nhưng chỉ duy trì được trong nửa giờ và sau đó bị đánh bật khỏi phòng tuyến. Trước tình hình không thể cầm cự thêm, các sĩ quan chỉ huy phía quân giải phóng buộc phải hạ lệnh rút lui. Thứ tự rút sẽ ưu tiên thương binh đi trước, tiếp đến là các đơn vị trực thuộc, tiểu đoàn 2 thuộc trung đoàn 48, tiểu đoàn địa phương K8 và các đơn vị trinh sát nhận nhiệm vụ bảo vệ đội hình rút lui. Ban chỉ huy trung đoàn với sự bảo vệ của đội vệ binh sẽ là nhóm rút cuối cùng. Do số lượng xuồng cao su có hạn nên chỉ dùng cho những người bị thương nặng. Những người bị thương nhẹ hơn sẽ được đồng đội dìu rút bơi cùng. Nhưng mọi người hầu như ai cũng trong tình trạng kiệt sức. Lại thêm bom đạn không ngớt cùng những cơn mưa nặng hạt khiến nước sông chảy mạnh, đã dẫn đến không ít bộ đội bị nước cuốn trôi trong sự bất lực đến xót xa của đồng đội. Các đơn vị tiếp viện của Trung đoàn 18 thuộc Sư đoàn 325 quân giải phóng được lệnh dừng lại, không vượt sông sang phản kích nữa mà nhanh chóng triển khai lực lượng phòng thủ ở bờ bắc sông Thạch Hãn, khu vực Nhan Biều, Ái Tử. Nhận thấy dấu hiệu quân giải phóng triệt thoái, tất cả các cánh quân của Tiểu đoàn 3 Sói Biển và Tiểu đoàn 6 Thần Ưng đồng loạt tràn vào mọi ngõ ngách trong nội thành nhằm tiêu diệt tối đa lực lượng quân giải phóng đang rút lui. Tiếng súng kháng cự của những người cộng sản thưa dần và sau cùng tắt hẳn, đánh dấu sự kết thúc một trong những trận chiến ác liệt bậc nhất lịch sử Việt Nam.
Lễ thượng cờ phía Việt Nam Cộng Hòa được cử hành chính thức lúc 12 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9 năm 1972. Thị xã Quảng Trị nằm trong tay quân giải phóng từ ngày 1 tháng 5 năm 1972, giờ đây lại một lần nữa đổi chủ. Để có tư liệu đẹp phục vụ truyền thông, các quan chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu chuẩn tướng Bùi Thế Lân không cho phép bất kỳ phái đoàn báo chí quốc tế nào được tiếp cận sớm, cần phải dọn sạch chiến trường rồi mới tổ chức lễ thượng cờ ở giữa thành và bốn mặt thành để đưa tin chiến thắng một cách long trọng nhất, và yêu cầu phải có tấm ảnh dựng cờ đẹp như cảnh thủy quân lục chiến Mỹ đã từng dựng tại đảo Iwo Jima, Nhật Bản vào năm 1945. Cuộc chiến 81 ngày đêm vô cùng tàn khốc tại thành cổ Quảng Trị và rộng hơn là toàn bộ thị xã Quảng Trị đã khiến cho các bên tham chiến tổn thất rất nặng nề. Bởi thế không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ người lính nào khi đặt chân tới vùng đất này đều đã phải xác định trước về số phận của mình. Chiến trường đổ nát không còn gì nguyên vẹn khiến quá nhiều binh sĩ cả hai phía đã mất tích, vì vậy rất khó để có những con số chính xác về thương vong của từng bên. Chỉ tính riêng tại khu vực thành cổ, quân giải phóng công bố với 14.000 bộ đội tham chiến, họ đã phải gánh chịu trên 11.000 thương vong, trong đó ít nhất 4.000 bộ đội tử trận. Trung đoàn 48 Thạch Hãn thuộc sư đoàn 320B, đơn vị chiếm giữ trung tâm thị xã Quảng Trị, thiệt hại lên tới 80% quân số. Còn trung đoàn 27 Triệu Hải, từ 1.500 quân ban đầu tử thủ trong cổ thành, cuối cùng chỉ còn chưa đầy một tiểu đội, không khác gì bị xóa sổ. Đại tá Vũ Trung Thướng, trong mùa hè năm 1972, ông mang quân hàm thiếu úy, là chính trị viên của đại đội 5 tiểu đoàn 2 trung đoàn 48, đã kể lại rằng: "Từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, đại đội 5 của tôi từ 120 người, cuối cùng chỉ còn 17 người sống sót, tức là chỉ còn lại hơn 10% quân số." Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam số ra ngày 9 tháng 8 năm 1972 đã viết: "Mỗi ngày có một đại đội vượt sông Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đến ngày hôm sau, cả đại đội ấy chỉ còn lại vài người sống sót." Một tờ báo Mỹ đã bình luận: "Kỷ luật, lý tưởng và tinh thần xem thường cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào mà lính Cộng sản lại có thể chiến đấu ngoan cường dưới những cơn mưa bom B-52, không một nhà phân tích nào ở Mỹ có thể giải thích nổi." Theo lời cựu binh Đào Chí Thành thuộc Đại đội 14 Trung đoàn 95 Sư đoàn 325 Quân Giải phóng, các tân binh đã vào trận với một tinh thần rất hồn nhiên. Thậm chí nhìn cảnh chiến trường lúc đó, những người lính trẻ không thể tưởng tượng nổi, đôi lúc họ còn nghĩ mình đang tham gia một bộ phim. Đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong số 35.000 binh sĩ tham chiến, họ công bố 19.000 thương vong, trong số này có ít nhất 7.700 binh sĩ tử trận. Riêng đối với sư đoàn thủy quân lục chiến tại mặt trận trung tâm thị xã Quảng Trị và Cổ Thành, từ khi thay thế lực lượng lính dù vào ngày 27 tháng 7 năm 1972, Trung tá Trần Văn Hiển, nguyên trưởng phòng 3 Bộ Tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đã viết: "Trong suốt 7 tuần lễ chiến đấu, dưới những làn mưa đạn pháo nặng nề của đối phương, tính trung bình cứ 4 lính thủy quân lục chiến lại có một người tử trận. Từ tháng 6 năm 1972 đến ngày chiếm được thành cổ, thủy quân lục chiến tổn thất trên 5.000, trong đó hơn 3.600 lính tử trận." Thiệt hại lớn của những đơn vị tinh nhuệ tại Cổ Thành và các khu vực lân cận, bao gồm lính dù, thủy quân lục chiến và biệt động quân, đã khiến khả năng phục hồi của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sụt giảm nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch sau này, đó là kế hoạch vượt sông Thạch Hãn tiến công lên phía Bắc. Về phía Hoa Kỳ, họ không có bộ binh tham chiến trực tiếp nên chỉ tổn thất khoảng 9 máy bay cùng với gần 50 xe quân sự và hơn 20 phi công tử trận. Mặc dù bộ binh Mỹ không tham chiến trực tiếp, nhưng những đóng góp của họ để hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa là vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong 81 ngày đêm, người Mỹ đã sử dụng hơn 4.900 lần chiếc B-52, trung bình 60 lần mỗi ngày đêm, hơn 9.000 lần chiếc máy bay phản lực các loại, trung bình 111 lần mỗi ngày đêm, ném tổng cộng hơn 120.000 tấn bom, đương lượng nổ gấp 7 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Nếu chia một cách công bằng, thì trung bình mỗi người lính quân giải phóng tham chiến nhận được hơn 8,5 tấn bom, đủ thấy sự hào phóng của người Mỹ. Hơn 1,6 triệu viên đạn pháo các loại được quân đội Hoa Kỳ sử dụng, tính ra trung bình, mỗi người lính quân giải phóng phải hứng chịu khoảng 114 viên đạn pháo. Khách quan mà nói, trận đánh trong cổ thành Đinh Công Tráng là một thất bại về mặt chiến thuật của quân giải phóng khi họ để mất toàn bộ thị xã Quảng Trị. Mặc dù vậy, nếu tính rộng hơn trên toàn chiến dịch, họ vẫn chiếm giữ được nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm khu vực phía bắc sông Thạch Hãn, hai cụm căn cứ Bàn Đạp bên bờ nam sông Thạch Hãn, đó là cụm căn cứ phía tây thị xã gồm có Tích Tường, Như Lệ, Phước Môn, và cụm căn cứ phía đông bao gồm Bích La, An Lộng, Nại Cửu, Long Quang.
Ngoài ra, sư đoàn 324 quân giải phóng vẫn chiếm giữ được các vị trí ở cực Tây Quảng Trị, nối thông với tuyến đường Trường Sơn. Phía Việt Nam Cộng Hòa tại thành cổ được cho là đã giành thắng lợi về mặt chiến thuật, phần nào giúp nâng cao sĩ khí quân đội, mặc dù nó tốn thời gian gấp 5 lần so với deadline ban đầu. Giới phân tích cho rằng, tướng Ngô Quang Trưởng ít nhiều cũng được coi là một danh tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu chính quyền Sài Gòn có nhiều tướng lĩnh như vậy, thì không biết chừng chiến tranh Việt Nam có thể còn phải kéo dài lâu hơn rất nhiều. Tất nhiên đây vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Thế nhưng điều nguy hiểm hơn cả đối với họ có lẽ chính là vấn nạn tha hóa quyền lực. Không ít binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã quên mình chiến đấu, thậm chí đã ngã xuống trên chiến trường thì lại không có tên trong các đợt vinh danh, xét duyệt huy chương hoặc đề xuất thăng quân hàm. Mà chớ trêu thay, những vinh dự này lại rơi nhầm trên vai những sĩ quan có tiền và quan hệ, dẫn đến sự bất mãn âm ỉ lớn dần trong quân đội. Kết quả tổn thất nặng nề cho cả hai phía đã khiến các phái đoàn đàm phán tại Paris của Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tỏ ra nhượng bộ nhau hơn. Mặc dù vẫn chưa đạt được thống nhất về điều kiện ngừng bắn, thời hạn rút quân của Mỹ và việc công nhận hay không đối với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, nhưng đại diện hai phía là Kissinger và Lê Đức Thọ đã có thái độ tích cực cởi mở và thống nhất sẽ gặp lại nhau sớm, dự kiến là ngày 26 tháng 9 để cố gắng giải quyết chiến tranh trước ngày 15 tháng 10 năm 1972. Máu của binh sĩ cả hai phía đổ xuống đã thấm đẫm vùng đất khô cằn này, thế nhưng nó vẫn chưa dừng lại và thế đứng chân của các bên chỉ có thể được chốt hạ bởi những trận đánh tiếp theo bên bờ bắc sông Thạch Hãn. Trước khi tiếp tục với diễn biến chiến trường, hãy cùng nhìn lại những gì đã trải qua. Sau khi tái chiếm được thành cổ Quảng Trị vào ngày 16 tháng 9 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mặc dù bị hao tổn quá lớn đối với các đơn vị tinh nhuệ, nhưng sức ép về chính trị trong cuộc đàm phán Paris là rất căng. Vì vậy, họ vẫn phải tiếp tục kế hoạch tập trung lực lượng nhằm vượt sông Thạch Hãn với mục tiêu thu hồi phần đất còn lại của tỉnh Quảng Trị bằng mọi giá, khôi phục lãnh thổ như trước ngày 30 tháng 3 năm 1972. Trong khi đó, phía quân giải phóng sau khi rút khỏi khu vực thị xã và thành cổ với tình trạng tổn thất quá nặng nề, Bộ Chính trị và Tổng quân ủy đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhanh chóng hình thành cách đánh mới nhằm bảo đảm giữ vững khu vực còn lại tại Quảng Trị, đồng thời cần có phương án luân phiên tác chiến, đưa lần lượt các đơn vị tuyến đầu ra phía sau để củng cố. Quân giải phóng hình thành 3 khu vực phòng ngự cơ bản, khu vực phía đông do sư đoàn 320B phụ trách gồm Triệu Phong, Do Linh, khu vực phía tây do sư đoàn 304 và 308 đảm nhiệm, bao gồm phía tây đường số 1 từ Mỹ Chánh đến phía nam Thạch Hãn. Khu vực trung tâm gồm phía bắc sông Thạch Hãn, từ Nhan Biều, Ái Tử đến Đông Hà, Cam Lộ, do sư đoàn 325 trấn thủ và đây cũng chính là khu phòng ngự chủ yếu. Tướng Lê Trọng Tấn được điều quay trở lại chỉ huy mặt trận B5 thay cho tướng Trần Quý II. Từ nửa cuối tháng 9 năm 1972, với lực lượng được tái thiết gấp rút, bao gồm chủ yếu là sư đoàn thủy quân lục chiến, sư đoàn dù và biệt động quân, Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức chiến dịch mang tên Lam Sơn 72A nhằm nỗ lực tiến quân trên cả hai hướng Đông và Tây, từ đó mở rộng bàn đạp tiến lên chiếm lại khu vực Ái Tử, Đông Hà. Ở hướng Đông, sư đoàn thủy quân lục chiến tiến công các mục tiêu như An Lộng, Bích La và Cửa Việt. Trên hướng Tây, sư đoàn dù và biệt động quân tiến đánh Đông Ông Do, Tích Tường, Như Lệ và nhiều cứ điểm của quân giải phóng vẫn còn đang đóng chốt ở phía nam sông Thạch Hãn. Chiến sự tại Tích Tường, Như Lệ là vô cùng ác liệt. Lữ dù 1 và tiểu đoàn 85 biệt động quân tấn công như vũ bão vào các căn cứ bàn đạp của quân giải phóng, đã chiếm được thôn Tích Tường 2, nhưng sau đó đã không thể tiến tiếp được do bị quân giải phóng phản kích ác liệt đánh chôn chân. Trong khi đó, lữ dù 2 đột kích một số cứ điểm khác nhưng rơi vào tình trạng giằng co căng thẳng, không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Bắt đầu từ tháng 10 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon chỉ đạo rằng phải cung cấp tối đa trang bị và vật chất cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa càng nhanh càng tốt. Điển hình là chiến dịch tăng cường diễn ra trong 2 tháng. Hoa Kỳ đã viện trợ bao gồm 234 máy bay chiến đấu phản lực F-5A và A-37 Dragonfly, 32 máy bay vận tải C-130, 277 trực thăng UH-1H, gần 200 xe tăng xe thiết giáp, hơn 1.700 xe tải. Cùng với đó là rất nhiều các loại trọng pháo, ước tính chi phí lên tới 6 tỷ đô la theo thời giá năm 2022. Ngoài ra, khi hai sư đoàn Hàn Quốc với khoảng 38.000 quân rút khỏi Việt Nam, thì phần lớn trang bị của họ cũng được trao lại cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng tương tự,
phần lớn lượng vũ khí khổng lồ trong các căn cứ của Mỹ tại Việt Nam đều được chuyển giao cho Việt Nam Cộng Hòa chứ không đưa về Mỹ. Kết quả của lượng viện trợ rất lớn này, cộng thêm con số tổng động viên quân đội lên tới 1 triệu quân, đã giúp quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào cuối năm 1972 trở thành đội quân có số má trên toàn cầu, với lực lượng không quân lớn thứ tư và lục quân lớn thứ năm thế giới. Quay trở lại Quảng Trị, vào ngày 7 tháng 10 năm 1972, Lữ đoàn 258 Thủy quân lục chiến tấn công khu vực bàn đạp phía đông của quân giải phóng ở Bích La, An Lộng, Nại Cửu và Long Quang. Nhưng quá trình tiến quân rất chậm do bị hai tiểu đoàn địa phương quân giải phóng là tiểu đoàn 8 Quảng Trị và tiểu đoàn 47 Vĩnh Linh tập kích quá nhiều lần vào hai bên sườn. Ngày 18 tháng 10, Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320B quân giải phóng tổ chức phản đột kích vào Linh Chiểu và Ngô Xá Đông, hậu cứ của Lữ đoàn 258 Thủy quân lục chiến, buộc Lữ đoàn 147 phải điều quân ứng cứu yểm trợ. Lợi dụng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang tập trung đánh các cứ điểm bàn đạp, đặc công K2, K4 và công binh quân giải phóng dùng mìn phá cầu Chợ Cống, cầu Vân Trình và cầu đường sắt Quảng Trị. Trong khi đó, các đơn vị phòng thủ phía bắc sông Thạch Hãn được lệnh phải trụ vững đến cùng vì thế trận tại đây sẽ ảnh hưởng sống còn đến kết quả của hội đàm Paris. Trên hướng Tây, các lữ dù 2, lữ dù 3 cùng các đơn vị của Liên đoàn 1 biệt động quân với phi pháo yểm trợ tối đa đã tấn công vào các chốt phòng thủ của Sư đoàn 312 và Sư đoàn 324 quân giải phóng. Sức ép rất lớn của biệt động quân cùng lính dù đã khiến quân giải phóng mất hàng loạt điểm tựa, dẫn đến tình trạng căn cứ quân giải phóng tại Động Chiên Giòn và Động Ông Do bị uy hiếp nghiêm trọng. Trước tình hình này, ngày 20 tháng 10, Bộ Tư lệnh B5 quyết định phải điều các trung đoàn 24 và 66 thuộc Sư đoàn 304 đến phản kích giải vây. Cuộc chiến giành giật các căn cứ điểm tựa trở nên vô cùng ác liệt. Để tiếp tục đẩy mạnh quá trình tiến lên phía Bắc, tối ngày 1 tháng 11 năm 1972, Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa với Lữ đoàn 369 làm nòng cốt cùng một số đơn vị của Lữ đoàn 147 đã mở cuộc hành quân sóng thần 9, mục tiêu vượt sông Thạch Hãn đánh lên Nhan Biều, Ái Tử. Kế hoạch sóng thần 9 đã bị trinh sát quân giải phóng phát hiện. Lập tức các thông tin này được thông báo cho Sư đoàn 325 để tổ chức phục kích. 4 giờ sáng ngày 2 tháng 11, đã có hai đại đội và ban chỉ huy của tiểu đoàn 6 Thần Ưng vượt sông thành công, triển khai đội hình trước tuyến phòng ngự của tiểu đoàn 8 thuộc trung đoàn 18 quân giải phóng. 5 giờ sáng, các trận địa pháo của Liên quân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa từ thị xã Quảng Trị, La Vang kết hợp cùng pháo hạm từ ngoài biển bắn hàng nghìn quả đạn vào khu vực phòng ngự của trung đoàn 18, tập trung chủ yếu vào trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 8 ở Nhan Biều. Không quân Hoa Kỳ ném bom dữ dội xuống khu vực Ái Tử, phía sau làng Nhan Biều 1 và dọc bờ sông Lai Phước. Quả lực pháo binh và không quân rất mạnh đã khiến quân giải phóng phải gánh chịu không ít tổn thất về nhân mạng, nhưng vẫn phải án binh bất động để đảm bảo giữ bí mật trận địa. Đến 8 giờ sáng, ngay sau khi kết thúc các đợt hỏa lực hàng khủng, Việt Nam Cộng Hòa tổ chức 3 mũi tiến công. Quá nhọ là lực lượng này rơi vào ổ phục kích ngay tại bờ sông của tiểu đoàn 42 súng máy cao xạ của trung đoàn 18 quân giải phóng. Sau nhiều giờ đấu súng căng thẳng, các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu thương vong lớn, buộc phải lui về củng cố, gọi pháo binh và không quân tiếp tục đánh phá. Dứt hỏa lực, Thủy quân lục chiến lại tiếp tục tổ chức 2 đợt xung phong nữa nhưng đều bị bẻ gãy. Tối ngày 2 tháng 11, Thủy quân lục chiến phải co thành 2 cụm ven sông, mỗi cụm chỉ còn khoảng 30 đến 40 binh sĩ, cố gắng cầm cự chờ lực lượng từ phía sau vượt sông sang tăng viện. Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 11, tiểu đoàn 8 thuộc trung đoàn 18 quân giải phóng với những tay súng rất dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ tổ chức phản kích. Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa lúc này vẫn chưa nhận được tiếp viện nên xuống tinh thần rõ rệt. Sau gần 20 phút giao chiến, số lượng binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa co cụm chỉ còn khoảng 40 người, nhưng Thủy quân lục chiến vẫn giữ tinh thần sẽ chiến đấu đến cùng, quyết không đầu hàng. Đến chiều ngày 3 tháng 11, toàn bộ lính Thủy quân lục chiến còn lại đều đã bị quân giải phóng tiêu diệt. Sau 2 ngày chiến đấu, tiểu đoàn 6 Thần Ưng gần như bị xóa sổ, với tiểu đoàn trưởng cũng đã tử trận, cùng với đó là 5 tàu xuồng, 6 xe tăng và 8 xe quân sự bên bờ nam sông Thạch Hãn bị bắn cháy. Cuộc hành quân sóng thần 9 của Việt Nam Cộng Hòa coi như thất bại. Phía quân giải phóng không có con số chi tiết, nhưng ước chừng số lượng thương vong ít nhất trên 200 bộ đội do hỏa lực không quân Hoa Kỳ rất tàn khốc. Cũng trong giai đoạn này, ở hướng Tây, sư đoàn dù tấn công các chốt của quân giải phóng ở Đông Ông Do và các điểm cao xung quanh. Ngày 9 tháng 11, lữ dù 2 chiếm cao điểm A1, khống chế Đông Ông Do. Bộ Tư lệnh B5 giao cho Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312 Lã Thái Hòa chỉ huy toàn bộ hướng Tây thay cho Tư lệnh Sư đoàn 308.
Trung đoàn 165 quân giải phóng lập tức được điều động tăng cường cho sư đoàn 304, tổ chức phản kích nhằm lấy lại Đông Ông Do, nhưng đã bị đẩy lui do lực lượng lính dù Việt Nam Cộng Hòa tại đây rất mạnh. Về sau, toàn bộ cụm chốt Đông Ông Do, Khe Chai, Đá Đứng, Phương Thúy cùng các điểm cao 105B, 132, 264 đều bị sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm thành công. Ngày 11 tháng 11, Trung tướng Ngô Quang Trưởng điều toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến mở cuộc tấn công sóng thần 36 đánh vào các căn cứ bàn đạp phía đông của quân giải phóng tại Long Quang nhằm mở đường tiến chiếm cửa Việt. Không lực Hoa Kỳ phối hợp cùng các chiến hạm ngoài khơi mỗi ngày xuất kích 54 phi vụ cường kích, 18 phi vụ B-52, bắn tới 4.000 viên đạn pháo và ngày nào cũng khai hỏa đều như vắt chanh để yểm trợ cho chiến dịch sóng thần 36. Thế nhưng các lữ đoàn thủy quân lục chiến với xe thiết giáp và xe tăng M48 đột kích vẫn không thể xuyên thủng được phòng tuyến của quân giải phóng tại Long Quang. Tiểu đoàn 1 Quái Điểu, tiểu đoàn 2 Châu Điên và tiểu đoàn 8 Ó Biển thiệt hại rất nặng, phải rút về tuyến sau củng cố. Ngày 4 tháng 12 năm 1972, Bộ Tư lệnh B-5 quân giải phóng điều Trung đoàn 48 sau khi đã tái thiết và tiểu đoàn 3 quân địa phương tại Quảng Trị vượt sông phối hợp cùng lực lượng đang chốt giữ, tổ chức phản kích, đẩy thủy quân lục chiến phải lùi về Gia Đằng. Trong các trận này, sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa bị tổn thất nặng, thương vong tới 3.200 binh sĩ, mất 49 xe tăng và xe thiết giáp, 16 trực thăng bị bắn cháy. Mặc dù bị thiệt hại lớn, nhưng Việt Nam Cộng Hòa vẫn quyết tâm tìm kiếm một thắng lợi về quân sự để giành thêm lợi thế trên bàn đàm phán tại Paris. Từ ngày 15 tháng 12, tướng Ngô Quang Trưởng tổ chức cuộc hành quân sóng thần 45 đánh ra Bình An để mở đường tiến chiếm tại cửa Việt. Một lực lượng quân sự được huy động bao gồm lữ đoàn 147 và 369 thủy quân lục chiến cùng 3 chi đoàn thiết giáp, 15 đại đội bảo an phối hợp với hỏa lực pháo binh từ tuyến sau. Mặc dù giai đoạn này Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bắt đầu phải đối mặt với chiến dịch thần sấm Linebacker 2, một trong những chiến dịch ném bom tàn khốc bậc nhất lịch sử nhân loại mà nhiều tài liệu vẫn thường gọi với cái tên trận Điện Biên Phủ trên không, và chắc chắn Linebacker 2 sẽ được nghiên cứu chi tiết trong các tập tiếp theo. Rất nhiều nguồn lực của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải dồn cho trận tử chiến này, nhưng tại Quảng Trị, quân giải phóng vẫn chiến đấu kiên cường trước sức ép của cuộc hành quân sóng thần 45. Sư đoàn 320B quân giải phóng tại đây đã hội tụ đủ 3 trung đoàn nên kịp thời chặn đứng sức tiến công của Việt Nam Cộng Hòa. Thậm chí nhiều đơn vị thủy quân lục chiến còn bị quân giải phóng phản kích đến Linh An. Ngày 25 tháng 12, trong lúc trận Điện Biên Phủ trên không tại miền Bắc Việt Nam vẫn đang vô cùng thảm khốc, khiến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải chịu sức ép khủng khiếp, nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Trị vẫn không tận dụng được tối đa lợi thế đó. Họ không thể khoan thủng được phòng tuyến quân giải phóng. Trận chiến ác liệt khiến hàng nghìn binh sĩ cả hai phía ngã xuống. Tướng Ngô Quang Trưởng buộc phải hạ lệnh kết thúc cuộc hành quân sóng thần 45, đưa lực lượng còn lại về phía sau củng cố. Về khí tài, Việt Nam Cộng Hòa tổn thất thêm ít nhất 11 máy bay và hàng chục xe quân sự. Bước sang năm 1973, ngày ký Hiệp định Paris đang đến gần, đã tạo thành áp lực rất lớn đè nặng lên vai những người lính tuyến đầu ở cả hai phía. Rõ ràng kết quả trên chiến trường sẽ quyết định lợi thế trên bàn đàm phán, vì vậy phía Việt Nam Cộng Hòa buộc phải tấn công để giành thêm các chiến thắng, chiếm lại nhiều vùng đất nhất có thể. Và ngược lại, phía quân giải phóng cũng buộc phải tử thủ ở các chốt đến cùng để giữ được lợi thế mà họ đã tạo ra trước đó trong hội đàm Paris. Áp lực chiến trường khốc liệt đến nỗi, hầu hết mỗi người lính trong trận chiến này mặc dù đang chiến đấu với tinh thần rất quả cảm, nhưng họ cũng đều đã có sẵn những linh tính trước về số phận của chính mình. Đơn cử như lá thư của chiến sĩ Lê Văn Huỳnh là một sinh viên nhập ngũ, lúc đó mới 23 tuổi, viết trong những trận đánh kinh hoàng tại Quảng Trị từ tháng 9 năm 1972 và dự cảm trước về ngày mà mình sẽ mãi mãi ra đi vào đầu tháng 1 năm 1973. Mở đầu thư, người lính ấy đã viết: "Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng, phòng khi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột. Mẹ kính mến, lớn lên trong vòng tay mẹ từ lúc còn trứng nước, chưa đền đáp được công ơn to lớn đó thì đứa con út của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi. Thư này tới tay mẹ chắc mẹ buồn lắm. Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu,
coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ. Mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi, coi như con đã sống trọn đời cho tổ quốc mai sau. Nước mắt mẹ không còn vì khóc những đứa con lần lượt ra đi, đi mãi mãi. Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng, nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang. Mẹ Việt Nam ơi, mẹ Việt Nam ơi. Khi mỗi viên đạn xuyên qua tim một người lính ở bất kỳ bên nào của chiến tuyến, thì có lẽ nó cũng đều xuyên qua trái tim của một người mẹ. Và sau đó là những dòng thư cuối cùng anh lính ấy gửi cho người vợ mới cưới ở quê nhà. Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe tại buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người thân thuộc trên quê hương. Thôi nhé em đừng buồn. Khi hòa bình, nếu có điều kiện vào Nam, hãy lấy hài cốt anh về. Đường đi như sau, đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã ngược qua cầu, hỏi thăm về Nhan Biều 1, đi về cuối làng sẽ thấy tấm bia ghi dòng chữ tên anh, được đục trên một mảng tôn cũ. Quay trở lại với chiến trường, từ ngày 17 tháng 1 năm 1973, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến lại tiếp tục phải tập trung lực lượng, mở cuộc hành quân sóng thần 18, vẫn theo hướng cũ đánh ra Long Quang để làm bàn đạp tiến lên tái chiếm cửa Việt. Thế nhưng sau 3 ngày tấn công rất ác liệt, Thủy quân Lục chiến đã bị đánh bại bởi các đơn vị tinh nhuệ của Trung đoàn 101 thuộc Sư đoàn 325 và Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320B quân giải phóng. Nhận thấy lực lượng Việt Nam Cộng Hòa bị hút sang hướng đông, ngày 23 tháng 1 năm 1973, mặt trận B5 quân giải phóng điều Trung đoàn 95 và Trung đoàn 209 từ bàn đạp Tích Tường, Như Lệ tiến công giành lại các điểm cao đã từng bị lính dù và biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa chiếm từ đầu tháng 10 năm 1972. Nhiệm vụ của các đơn vị quân giải phóng tại đây là phải chốt giữ hướng Tây phòng tuyến sông Thạch Hãn bằng mọi giá, cho đến khi lệnh ngừng bắn bởi Hiệp định Paris có hiệu lực. Trước tình hình quá căng và cấp bách, tướng Abrams và tướng Ngô Quang Trưởng đã thống nhất cần phải tập trung triển khai kế hoạch hành quân Tango City là mật danh của chiến dịch tấn công tái chiếm cảng cửa Việt năm 1973. Bản chất, cửa Việt là một quân cảng chiến lược nằm trên địa phận huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, là cảng đường thủy huyết mạch, có ý nghĩa lớn đối với cả hai bên. Từ sau những trận đánh dữ dội năm 1972, cảng cửa Việt nằm dưới sự kiểm soát của quân giải phóng. Việt Nam Cộng Hòa quyết tâm tái chiếm cảng cửa Việt không chỉ nhằm cắt đứt sự chi viện to lớn bằng đường biển từ hậu phương ra tiền tuyến của quân giải phóng, mà còn để bịt lại một trong những cảng kết nối quốc tế rất quan trọng. Lực lượng tham chiến tại cửa Việt có thể điểm danh như sau. Để phục vụ cho chiến dịch Tango City, một đơn vị với tên gọi lực lượng đặc nhiệm Tango đã được Việt Nam Cộng Hòa thành lập, đặt dưới sự chỉ huy của Sư đoàn Thủy quân Lục chiến do Đại tá Nguyễn Thành Trí, Phó Tư lệnh Thủy quân Lục chiến làm chỉ huy trưởng. Lực lượng này bao gồm Tiểu đoàn 2 Châu Điên, Tiểu đoàn 4 Kình Ngư, cộng thêm 3 đại đội tăng cường của Tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ và 1 đại đội của Tiểu đoàn 5 Hắc Long, cùng với đó là các thiết đoàn 17, 18 và 20. Phối hợp với lực lượng đặc nhiệm Tango còn có Lữ đoàn 147 và 258 Thủy quân Lục chiến tiến đánh theo các hướng thứ yếu, 3 Tiểu đoàn Pháo binh Thủy quân Lục chiến, 2 Tiểu đoàn Bảo an, 4 tàu đổ bộ LCU cùng hỏa lực đáng sợ của Không quân và Hải quân Hoa Kỳ. Về phía quân giải phóng, với quyết tâm bảo vệ cảng cửa Việt, họ cũng tập trung tại đây một lực lượng rất mạnh, gồm các đơn vị của Sư đoàn 320B, 325 và 304. Ngoài ra còn có lực lượng pháo binh, đặc công hải quân và các đơn vị quân địa phương tại Quảng Trị. Lực lượng dự bị phía sau bao gồm Trung đoàn 88 và 102 của Sư đoàn 308, một tiểu đoàn trang bị tên lửa chống tăng AT-3 Sager hay còn gọi là tên lửa B-72, một tiểu đoàn pháo chống tăng 85 ly, một đại đội xe tăng T-54. Sau đợt oanh tạc dữ dội của 70 lượt B-52 cùng sự tàn phá của hơn 60.000 quả đạn pháo đủ chủng loại nã vào khu vực Vĩnh Hòa, Long Quang, Thanh Hội, cửa Việt, cuộc hành quân Tango City chính thức bắt đầu ngày 25 tháng 1 năm 1973. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chia thành 3 mũi, dồn dập đánh vào các bàn đạp trên tuyến phòng ngự cánh đông của quân giải phóng.
lực lượng đặc nhiệm Tango và một chi đoàn thiết giáp đột kích theo trục ven biển. Lữ đoàn 147 và hai chi đoàn thiết giáp đánh vào Long Quang, lữ đoàn 258 đánh vào Nại Cửu. Cả ba hướng quân giải phóng đều đáp trả quyết liệt, khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa choáng váng, phải dừng lại củng cố. Trong đêm ngày 26 tháng 1, các trung đoàn 64 và 101 quân giải phóng cũng đã nhận thấy áp lực rất mạnh của đối phương, nên họ rất khẩn trương trong việc bổ sung kế hoạch phòng thủ tại khu vực cửa Việt, hình thành 3 tuyến phòng ngự liên hoàn, sẵn sàng giáng mạnh vào các đợt tiến công mới của đối phương. 7 giờ sáng ngày 27 tháng 1, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tiến quân dọc bờ biển về phía cửa Việt với sự yểm trợ của 9 phi vụ B-52, 10.000 quả đạn pháo mặt đất và 5.000 quả đạn hải pháo của hạm đội 7 Hoa Kỳ từ ngoài khơi bắn vào. Lực lượng đặc nhiệm Tango với gần 100 xe tăng, xe bọc thép mở liên tiếp 4 đợt tấn công vào Thanh Hội. Quân giải phóng kháng cự mạnh, nhưng trước sức ép liên hồi từ thủy quân lục chiến, phòng tuyến Thanh Hội và một phần làng Vĩnh Hòa đã thất thủ, quân giải phóng phải rút về phía sau. Trong khi đó, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến được khoảng 40 xe tăng chi viện đánh vào Long Quang, An Trạch, chiếm được một phần trận địa. Lúc này, tại thủ đô của nước Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao của 4 bên bao gồm Hoa Kỳ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa lâm thời miền Nam Việt Nam đang rà soát lại lần cuối bản Hiệp định Paris đã được hai cố vấn đặc biệt là Henry Kissinger và Lê Đức Thọ ký nháy trước đó. Giới truyền thông hiểu rằng, bản chất Kissinger và Lê Đức Thọ chính là hai nhân vật chủ chốt trong cuộc đàm phán này. Cả hai đã được đề xuất trao tặng giải Nobel Hòa Bình. Kissinger yêu cầu đại sứ Mỹ tại Na Uy thay mặt mình nhận giải, còn Lê Đức Thọ đã từ chối không nhận giải với lý do hòa bình vẫn chưa lập lại tại Việt Nam. Lê Đức Thọ cho rằng việc cùng nhận giải sẽ là một sự đánh đồng giữa kẻ xâm lược với người bị xâm lược. Trong ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris gồm 9 chương 23 điều đã được ký chính thức bởi 4 bộ trưởng ngoại giao bao gồm William Roger, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trần Văn Lắm, Tổng trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Các nội dung nổi bật trong Hiệp định Paris 1973 bao gồm: Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam sẽ tự quyết định tương lai chính trị của mình. Công nhận sự tồn tại của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lệnh ngừng bắn phải thực hiện bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 28 tháng 1 năm 1973. Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ký hiệp định, Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ hoàn thành việc rút quân khỏi Việt Nam, dự kiến là cuối tháng 3 năm 1973, bao gồm cả quân đội, cố vấn quân sự và các loại khí tài chiến tranh. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 là một ngày căng thẳng trên mọi mặt trận. Mặc dù Hiệp định Paris đã được ký, nhưng chính quyền Sài Gòn cho rằng họ ký trong thế bị ép buộc và không thể chấp nhận những phần lãnh thổ đã bị mất chưa lấy lại được tại Quảng Trị. Vì vậy, quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhanh chóng tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch Tango City với mục tiêu tái chiếm thành công cảng cửa Việt trước giờ ngừng bắn, tức là 8 giờ sáng ngày hôm sau. Chiều tối cùng ngày, thế trận có phần bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa khi Trung đoàn 48 quân giải phóng đã phản kích, giành lại các trận địa tại Long Quang và An Trạch, vốn bị thủy quân lục chiến chiếm được trong buổi sáng. Tính đến 20 giờ ngày hôm đó, mặc dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tiến được nửa đường, nhưng một số đơn vị của họ gặp tổn thất khá nặng, trên 20 xe tăng và xe thiết giáp bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Bị thiệt hại lớn nhưng do mệnh lệnh phải chiếm cửa Việt trước giờ ngừng bắn nên Việt Nam Cộng Hòa phải dồn thêm quân và xe bọc thép phục vụ cho sư đoàn thủy quân lục chiến tấn công. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thay đổi cách đánh, không đột phá chính diện nữa mà lợi dụng ban đêm luồn qua khe hở giữa các trận địa phòng ngự của quân giải phóng nhằm tiến ra cửa Việt nhanh nhất có thể. 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 1, lợi dụng lúc thủy triều xuống, lực lượng đặc nhiệm Tango đã bí mật tiến theo mép nước đột kích cảng cửa Việt. Do tập trung vào tuyến phòng thủ chính trong đất liền nên quân giải phóng bị bất ngờ. Đến 1 giờ 30 phút ngày 28 tháng 1, họ mới phát hiện ra đối phương nên phải gánh chịu thương vong lớn. Bộ binh Trung đoàn 101 quân giải phóng với 6 xe tăng cùng xe thiết giáp yểm trợ đánh trực diện vào đội hình Việt Nam Cộng Hòa, tiêu diệt 16 xe quân sự của đối phương nhưng vẫn không thể ngăn được sức tiến công của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều chốt tại cửa Việt thất thủ, quân giải phóng bị bắn cháy ít nhất 4 xe thiết giáp và 1 xe tăng. Tình thế cơ bản rất là căng, các đơn vị quân giải phóng nhận lệnh phải đẩy bằng được quân địch ra khỏi cảng cửa Việt trước thời điểm Hiệp định Paris có hiệu lực. Thêm 2 xe BTR-50 cùng các đơn vị chống tăng của quân giải phóng được bổ sung sang bờ Nam để chặn bước tiến của Việt Nam Cộng Hòa. 7 giờ 30 sáng ngày 28 tháng 1, lực lượng bộ binh Trung đoàn 101 với sự yểm trợ của 5 xe thiết giáp đã tổ chức phản công bằng 2 mũi đột kích, một mũi từ trong cảng đánh ra, mũi còn lại phối hợp với các nhóm bộ đội phòng ngự tại chỗ đánh vào sườn các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa.
xe tăng, xe thiết giáp cùng các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải lùi lại thiết lập đội hình phòng ngự cách khu vực bến cảng khoảng 700 mét về phía nam. Đúng 7 giờ 58 phút sáng ngày 28 tháng 1, chỉ 2 phút trước khi hiệp định ngừng bắn có hiệu lực, một mũi nhọn đột phá với khoảng 300 lính thủy quân lục chiến cùng một số xe tăng M48 đang tổ chức tấn công nhưng chưa vào được cảng cửa Việt. Lúc này thế trận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở khu vực sát bến cảng hình thành 3 cụm quân. Cụm 1 có một đại đội cùng 20 xe tăng và xe thiết giáp ở cách cảng cửa Việt khoảng 700 mét về phía nam. Cụm 2 có một đại đội và 10 xe tăng ở phía đông thôn Hà Tây cách cảng cửa Việt khoảng 1.500 mét. Cụm 3 có 2 trung đội và 8 xe tăng nằm chếch về phía đông bắc. Ngay sau thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 8 giờ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức lấn chiếm tiếp, tạo thành một cụm quân nữa, gồm 2 trung đội cùng 12 xe tăng và xe thiết giáp M113. Việc Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tấn công sau thời điểm lệnh ngừng bắn đã bị Ủy ban quốc tế xác định là hành vi vi phạm Hiệp định Paris. Tuy nhiên, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tức giận tuyên bố: "Quốc tế nói chúng tôi không thi hành Hiệp định Paris, nhưng xin thưa tôi biết tôi phải làm cái gì. Các ông quốc tế có thuộc Hiệp định Paris bằng tôi không? Kể cả Liên Hợp Quốc cũng chẳng làm được cái trò chống gì. Xin đừng nói về giải pháp chính trị, đừng nói về hòa bình dưới chế độ cộng sản và cũng đừng nói về cái chính phủ liên hiệp. Tôi không chấp nhận một chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam nào cả và không chấp nhận phân chia vùng kiểm soát với bất kỳ lực lượng nào. Nếu cộng sản giỏi và thắng thì chúng tôi chịu, nếu chúng tôi thắng thì cộng sản phải chịu." Trước tình hình Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tấn công sau lệnh ngừng bắn, một số chỉ huy quân giải phóng đã tỏ ra lúng túng, chưa biết phải phản ứng thế nào vì lo ngại vi phạm hiệp định. Bộ Tư lệnh Mặt trận nhanh chóng ra chỉ thị, điều động lực lượng dự bị tăng cường, mạnh dạn tổ chức phản công giành lại các vị trí đã bị lấn chiếm. 4 tiểu đoàn được điều động từ các trung đoàn 48, 271, 64 và 27, phối hợp cùng tiểu đoàn 38 bộ đội địa phương được lệnh vượt sông vào vị trí chiến đấu. Liên tục trong ngày 29 tháng 1 là những trận đánh giành giật không khoan nhượng giữa hai bên. Quân giải phóng có hỏa lực khá lép vế, nhưng họ đã tận dụng tốt về mặt chiến thuật khi quyết định sử dụng lối đánh cận chiến, nhờ đó phát huy được hiệu quả của B-40, B-41 trong việc tiêu diệt xe thiết giáp đối phương, đồng thời giữ vững được phòng tuyến. Sau khi được tăng cường xe tăng T-54, quân giải phóng đã bắt đầu tính phương án phản công. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phó Tư lệnh Mặt trận Cao Văn Khánh, đến ngày 30 tháng 1, quân giải phóng đã bố trí xong thế trận phản đột kích tại cửa Việt. Lực lượng chia thành 3 mũi chính, hướng chặn đầu do Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320B quân giải phóng và bộ phận K5 của Hải quân Nhân dân Việt Nam lúc đó đang trấn thủ cửa Việt, tổ chức bảo vệ không cho các đơn vị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa mở rộng vùng chiếm đóng. Hướng tấn công do Trung đoàn 101 thuộc Sư đoàn 325 và Trung đoàn 24 thuộc Sư đoàn 304 tăng cường 2 tiểu đoàn của mặt trận B5 tấn công vào các khung phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa ở khu vực cửa Việt. Hướng khóa đuôi do Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320B tăng cường 2 tiểu đoàn từ Trung đoàn 24 và Trung đoàn 101 bố trí phục kích lực lượng Việt Nam Cộng Hòa từ cửa Việt rút về, đồng thời chặn lực lượng tiếp viện của đối phương. 12 giờ trưa ngày 30 tháng 1, quân giải phóng mở đợt phản công đầu tiên nhưng các mũi nổ súng không đồng loạt đã bị thủy quân lục chiến đánh bại, buộc phải rút về củng cố. Sáng ngày 31 tháng 1, quân giải phóng tiếp tục tập trung 5 tiểu đoàn của bộ phận chủ lực có xe tăng và xe thiết giáp yểm trợ, đồng loạt tiến công vào các cụm phòng thủ của đối phương. Hàng loạt trận địa pháo chiến dịch, trận địa pháo chống tăng, bao gồm cả DKZ-75 và pháo 85 ly cùng tên lửa chống tăng B-72 bắn mãnh liệt vào các vị trí của Việt Nam Cộng Hòa. Bị bao vây tấn công từ cả ba mặt, lại không được chi viện đầy đủ, các đơn vị thủy quân lục chiến và thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa buộc phải đánh mở đường máu, rút về vị trí xuất phát. Đến 11 giờ sáng cùng ngày, quân giải phóng đã kiểm soát hoàn toàn khu vực từ cảng cửa Việt đến Long Quang. Bộ Tư lệnh Mặt trận quân giải phóng ra lệnh ngừng tiến công, chuyển vào thế bố trí mới, xây dựng các tuyến phòng thủ chống lấn chiếm. Kết thúc trận đánh, Việt Nam Cộng Hòa không công bố con số thương vong cụ thể. Tuy nhiên, theo số liệu quân giải phóng ước tính, thì phía Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu ít nhất hơn 2.500 thương vong, bị bắn cháy 113 xe tăng, xe thiết giáp, một tàu chiến bị bắn cháy, cùng với đó là rất nhiều pháo và súng đạn vũ khí bị thu giữ. Đối với quân giải phóng, họ công bố con số thương vong là gần 2.000 bộ đội.
Kết quả này cho thấy, dù được hỏa lực chi viện tập trung rất cao của Mỹ, nhưng sư đoàn thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đã không thể chiếm được bất kỳ mục tiêu trọn vẹn nào theo kế hoạch và phải nhận lại một thất bại cay đắng. Cảng cửa Việt tiếp tục được quân giải phóng chiếm giữ sau Hiệp định Paris có hiệu lực. Nhìn lại trên toàn bộ mặt trận Trị Thiên trong chiến cục 1972, bao gồm chiến trường Quảng Trị và Thừa Thiên Huế suốt từ 30 tháng 3 năm 1972 đến cuối tháng 1 năm 1973, có những giai đoạn gần như toàn bộ tỉnh Quảng Trị đã nằm trong quyền kiểm soát của quân giải phóng, đặc biệt là sau chiến dịch Bão Táp 1, 2 và 3. Nhưng đến 16 tháng 9 năm 1972, nửa phía nam của Quảng Trị, bao gồm khu vực thị xã và thành cổ, đã được Việt Nam Cộng Hòa tái chiếm thành công sau chiến dịch Lam Sơn 72. Từ đó đến cuối tháng 1 năm 1973, mặc dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tiếp mở cuộc hành quân Lam Sơn 72A, Sóng Thần 9, Sóng Thần 36, Sóng Thần 45 và Sóng Thần 18 nhằm tái chiếm lại nửa phía bắc của tỉnh Quảng Trị nhưng đều bị quân giải phóng đẩy lùi. Kế hoạch của Việt Nam Cộng Hòa nhằm tái lập lại lãnh thổ như trước tháng 3 năm 1972 đã thất bại. Mặt trận Trị Thiên chính là vùng chiến sự tàn khốc nhất, kéo dài suốt từ mùa hè đỏ lửa năm 1972 đến cuối tháng 1 năm 1973 đã khiến các bên phải gánh chịu những tổn thất vô cùng khủng khiếp. Phía Việt Nam Cộng Hòa không công bố con số tổng, nhưng theo phương Tây ước tính, quân đội Sài Gòn phải gánh chịu ít nhất 58.000 thương vong, trong đó trên 19.000 binh sĩ tử trận. Ngoài ra hơn 3.500 quân nhân bị bắt làm tù binh, phần lớn thuộc Sư đoàn 3 Bộ binh. Ít nhất 38 kho xăng dầu, 350 khẩu pháo các loại, 550 xe quân sự, chủ yếu là xe tăng và xe thiết giáp, 21 tàu xuồng cỡ lớn cùng hơn 200 máy bay và trực thăng đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng. Phía quân giải phóng công bố họ thương vong tới trên 41.000 quân, trong đó ít nhất 14.000 bộ đội đã không thể trở về. Ngoài ra có khoảng hơn 300 bộ đội bị bắt làm tù binh, khoảng hơn 100 trọng pháo, 150 xe quân sự các loại, phần lớn là xe tăng và xe thiết giáp đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, giới phân tích Hoa Kỳ cho rằng con số tổn thất thực sự của quân giải phóng chắc chắn là còn lớn hơn. Rõ ràng mùa hè đỏ lửa năm 1972 và những ngày đầu của năm 1973 không chỉ rung chuyển bởi chiến trường Trị Thiên. Và tất nhiên diễn biến căng thẳng trên những mặt trận còn lại chúng ta sẽ phải nghiên cứu trong các tập tiếp theo. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. GH Go xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.